Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 531, kích hóa 1. Hồ Nhân như nói, rước đuốc ư, đừng có học theo Hàm Đan, vẽ hổ không xong lại thành vẽ chó. Trương Dương nói, cái mà anh muốn là ảnh hướng, chỉ cần thực hiện được việc rước đuốc, bọn em nghĩ xem người cầm đuốc chạy đầu tiên của mỗi tòa thành thị sẽ là ai. Hải Lan không cần suy nghĩ đáp ngay, bí thư thị ủy. Trương đại quan nhân cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng rồi. Hồ Nhân như nói khẽ, anh chắc không điên đến nỗi đi bán đấu giá rước đuốc chứ. Trương Dương nói, cũng không đến mức đó, anh chuẩn bị cho rước đuốc chạy khắp tất cả thành thị của Bình Hải, tiền đề là những thành thị này phải có tài trợ, có người nguyện ý gánh phí dụng rước đuốc. Hải Lan nói, anh không sợ không có người tiếp chiêu à? Trương đại quan nhân tràn đầy tin tưởng nói, bó đuốc đầu tiên, anh định tặng miễn phí cho Bí Thư Kiều. Các em nghĩ xem, Bí Thư Kiều đốt bó đuốc đầu tiên, đây không chỉ là ngọn lửa thể thao, mà cũng là ngọn lửa quyền lực của Bình Hải, đài truyền hình tỉnh sẽ không đưa tin ư. Đài truyền hình của các huyện thành phố liệu có thể không đưa tin không? Lãnh đạo của những thành thị này liệu có ai không muốn tiếp bó đuốc từ tay Bí Thư Kiều không? Đây là tân hỏa tương truyện chân chính đó, có ai mà không thích sĩ diện chứ? Hồ Nhân như nói, vừa rồi em còn lo lắng anh quá coi trọng thương nghiệp, nhược hóa sắc thái chính trị, vì thế sẽ mang tới cho anh ẩn hoạt, nhưng nghe anh nói vậy em an tâm rồi, rốt cuộc vẫn là cán bộ đảng, chuyện gì cũng đưa lợi ích chính trị lên hàng đầu, đầu óc của anh đúng là thông minh. Trương Dương nói, chuyện này không khó, giống như là đốt hương vậy, gần đây anh có nghe tin, nói rằng Bắc Nguyên vừa bắt được một tham quan, nghe nói người này tin Phật thích dâng hương. Cán bộ xí nghiệp bên dưới sau khi biết được sở thích này của y liền nhao nhao làm theo, vì thế không ít người lén lút biếu tiền nhan đèn cho chùa chiền, để vị quan viên này có thể luôn luôn đốt hương. Hải Lan nói, anh coi việc rước đuốc là dâng hương, lãnh đạo rước đuốc, để xí nghiệp địa phương mua đơn ư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồ Nhân như nói, liệu có nhiều người tiếp chiêu hay không? Trương Dương nói, Bí Thư Kiều tiếp chiêu. Lãnh đạo cấp thành phố sẽ tiếp chiêu, bọn họ mà tiếp chiêu thì các xí nghiệp ra địa phương sẽ tiếp chiêu, một khi mọi người đều coi rước đuốc thành một loại vinh quang, tất sẽ tranh giành nhau, sẽ tồn tại cạnh tranh, có cạnh tranh, địa vị của vận hội tỉnh chúng ta sẽ vô hình chung được đề cao. Hải Lan thở dài, em phát hiện, anh càng ngày càng tinh thông chuyện trong quan trường. Hồ Nhân như nói, em bắt đầu có chút lòng tin với vận hội tỉnh rồi đấy, phương diện quảng cáo giao cho bọn em làm đi, ít nhất ở giai đoạn mới bắt đầu. Bọn em có thể kéo một số khách lớn đến, kiếm một ít danh tiếng, tăng cường một ít sức ảnh hưởng. Trương Dương nói, anh trước giờ đều là nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài, từ khi anh có ý tưởng này, quảng cáo của vận hội tỉnh đã định giao hết cho bọn em làm rồi. Hồ Nhân như cười nói, lần này có cần Hà Hâm Nhan đảm đương làm đại sứ hình tượng của vận hội tỉnh không? Nể mặt anh, khẳng định sẽ không thu tiền thù lao. Trương Dương lắc lắc đầu, nói cô ấy không thích hợp. Đại sứ hình tượng của vận hội tỉnh anh muốn tìm một người có thể đại biểu cho Nam Tích và cả Bình Hải, phải là vận động viên có sức ảnh hưởng nhất trong và ngoài nước. Hải Lan nói, em biết một người. Trương Dương và Hồ Nhân như đều sang Hải Lan. Hải Lan nói, quan chỉ tình, được người ta gọi là băng công chúa. Hồ Nhân như nói, cô ta không phải là quan quân trượt băng nghệ thuật thế giới ư. Hải Lan nói, em trước đây từng phỏng vấn cô ấy nên tư liệu của cô ấy em nắm rõ. Nguyên quán Nam Thích Bình Hải, từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, theo mẹ tới Mỹ, 5 tuổi bắt đầu học trượt băng nghệ thuật, 15 tuổi đoạt được chức quán quân trượt băng nghệ thuật toàn nước Mỹ và thế giới. Kể từ đó, tới bây giờ trong 5 năm đã đạt được 4 lần quán quân thế giới, 5 lần quán quân toàn nước Mỹ, 1 lần quán quân thế vận hội. Trương Dương đã từng nghe tới tên tuổi của Quan Chỉ Tình, nhưng hắn cũng không biết Quan Chỉ Tình là người Nam Thích. Nếu nói tới danh khí thì Quan Chỉ Tình tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất nhất trong số các vận động viên Nam Tích. Nếu cô ta có thể đáp ứng làm đại sứ hình tượng của vận hội tỉnh lần này, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Có điều với danh tiếng của Quan Chỉ Tình, cô ta sao có thể để loại thi đấu cấp bậc này vào mắt? Trương Dương nói, chỉ sợ không đả động được cô ấy. Hải Lan nói, cha cô ta đã qua đời, được chôn ở Nam Tích, vào ngày giỗ hàng năm của ông ta, Quan Chỉ Tình đều sẽ về bái tế. Hải Lan dừng lại một chút rồi nói, cuối tháng này là ngày giỗ của ông ta, nếu không có gì bất ngờ thì Quan Chỉ Tình nhất định sẽ đến. Khi Trương Dương đang chuẩn bị kế hoạch rước đuốc thì ban làm việc hiện trường của tổ ủy hội gặp phiền toái, một chiếc xe tải chở đất của trung tâm thể dục mới bị lật xe mất điều khiển, cả thùng xe đều đổ vào trong tòa nhà hoạt động, may mà bên trong nhà lúc đó không có ai, cho nên không tạo thành tổn thất thảm trọng.
Khi Trương Dương tới hiện trường, chiếc xe chở đất đó vẫn chưa kịp đi, một nửa thân xe đều cắm vào trong tòa nhà hoạt động bị phá hủy nghiêm trọng, xe thuộc công trường trung tâm thể dục mới, quản lý công trình của trung tâm thể dục mới Lý Trường Phong nghe thấy tin cũng đi tới hiện trường. Hắn cười nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, thật là ngại quá, đại thủy nhấn chìm miếu Long Vương, người nhà lại không biết là người nhà, không ngờ xe chở đất của chúng tôi lại đâm trúng tòa nhà của anh. Thật sự không phải là cố ý, xe mất điều khiển, xe mất điều khiển. Trương Dương híp mắt lại, nhìn tòa nhà bị xe đâm cho thảm không nỡ nhìn, xe mất điều khiển à. Lý Trường Phong gật gật đầu nói, tôi vừa mắng cho lái xe một trận rồi, khấu trừ tiền thưởng của hắn tháng này. Trương đại quan nhân lạnh lùng cười nói, anh xử lý người của anh như thế nào là việc của bọn anh, cái mà tôi hiện tại quan tâm là, tổn thất của tòa nhà này của tôi sẽ thế nào. Lý Trường Phong cười nói, chủ nhiệm Trương, có chuyện tôi phải nói với anh xây nhà ở chỗ này, công trường của chúng tôi toàn trở nặng, đi ra đi vào rất không tiện, anh là anh chuyển đi vậy, tổn thất chúng tôi phụ trách bồi thường, anh xem thế nào. Trương Dương liếc Lý Trường Phong một cái, anh là ai? Hắn biết rồi còn cố hỏi. Trước khi dựng nhà ở chỗ này, Trương Dương đã tìm hiểu rõ tình hình của trung tâm thể dục mới. Lý Trường Phong cũng không phải là hạng người thiện gì, trước kia khi đi học hắn cũng thường xuyên tranh cường đấu ngoan với người ta, về sau mới đi vào chính lộ, hiện tại đi theo cậu Từ Quang Lợi của gã làm xây dựng, bởi vì cậu hai Từ Quang Nhiên là bí thư thị ủy thành phố Nam Tích. Ngày thường Lý Trường Phong cũng thường đi lại thân thiết với đám con cháu quan lại, chuyện xe chở đất đâm vào tòa nhà của Trương Dương là hắn cố ý an bài. Tuy rằng cậu Từ Quang Lợi của gã đã dặn đi dặn lại rằng Trương Dương không phải dễ chọc. Nhưng Lý Trường Phong dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, hắn nuốt không trôi cục tức này. Trương Dương dựng nhà ở đối diện công trường, căn bản là cố ý khiêu khích. Làm sinh ý kiêng kỵ nhất chính là bị người khác giở trò trước cửa lớn của mình. Lý Trường Phong tuổi tuy không lớn, nhưng hắn rất mê tín, cho rằng tòa nhà này cản phong thủy của bọn họ, cản tài lộ của bọn họ, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp dỡ bỏ tòa kiến trúc trái phép này. Lý Trường Phong nhìn thấy Trương Dương kiêu căng như vậy, ở trong lòng cũng rất tức giận, nhưng hắn biết Trương Dương dù sao cũng là cán bộ cấp ban, mình mặc dù có chút bối cảnh, nhưng hắn rốt cuộc vẫn chỉ là nhân viên xã hội, dân không đấu với quan, vẫn cần phải khiêm nhượng nhẫn nại một chút. Lý Trường Phong nói, chủ nhiệm Trương, anh vừa tới, chắc là không biết tôi là quản lý công trình trung tâm thể dục mới Lý Trường Phong. Trương Dương nói, quản lý công trình à, hay lắm, chuyện này tôi không truy cứu. Anh cho người mang xe đi, sau đó gọi công nhân tới, chỉ cần trong một ngày khôi phục tòa nhà của tôi lại nguyên dạng, tôi sẽ không truy cứu nữa. Lý Trường Phong nói, chủ nhiệm Trương, ngài chắc không hiểu ý của tôi rồi, ngài dựng nhà ở đây, đã ảnh hưởng tới việc xe của chúng tôi đi lại, cho dù xây lại rồi, tôi cũng không thể cam đoan về sau không có chuyện tương tự phát sinh. Trong những lời này của Lý Trường Phong tràn ngập ý tứ uy hiếp, hắn đã ngả bài với Trương Dương, ngươi chỉ cần dám dựng nhà ở trước cửa chính của công trường. Loại chuyện này về sau còn có thể phát sinh. Trương Dương bật cười, ý của anh là, tôi dựng nhà ở đây là không thích hợp. Lý Trường Phong gật gật đầu. Vậy anh nói xem tôi phải dựng ở đâu? Lý Trường Phong cười nói, chủ nhiệm Trương, cái này thì phải đến hỏi Cục Quy hoạch. Trương Dương nói, Cục Quy hoạch nói tôi nên thiết lập tổ ủy hội ở trung tâm thể dục mới, các anh chưa xây xong nên tôi không thể nào chuyện vào được. Lý Trường Phong có chút mất kiên nhẫn nói, ngài muốn xây ở đâu thì xây, chỉ cần không làm không ảnh hưởng tới tiến độ công trình của chúng tôi là được. Chương 531, kích hóa 2. Trương Dương chỉ vào cửa nói, tòa nhà này các cửa lớn của công trường hơn 50 thước, ảnh hưởng gì tới các anh? Tôi hiện tại nói rõ cho anh biết, lập tức khôi phục nguyên dạng lại tòa nhà cho tôi cho anh một ngày, đúng giờ này ngày mai nếu như vấn đề chưa được giải quyết, hậu quả các anh tự mình gánh vác. Lý Trường Phong nghe thấy ngữ khí của Trương Dương cường ngạnh như vậy, không khỏi nổi giận, ở Nam Tích rất ít người dám nói với hắn như vậy. Lý Trường Phong nói, chủ nhiệm Trương, tôi cũng nói rõ với anh, tổn thất thì tôi đáp ứng bồi thường, nhưng anh vì sao cứ phải dựng nhà ở đối diện với chúng tôi? Trương Dương cười lạnh nói, vì làm anh chướng mắt cho nên anh cho xe đến đâm phải không? Tôi không phải đã giải thích với anh rồi sao? Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Trương Dương nói, tôi tin là ngoài ý muốn. Cho nên tôi cũng không trách các anh, bảo các anh khôi phục lại nguyên trạng cho tôi thì có quá đáng không? Lý Trường Phong nói, chủ nhiệm Trương, anh mới tới Nam Tích cho nên không quen thuộc với tình hình, tôi cũng không trách anh, nhưng anh không nên làm như vậy, dựng nhà ở đối diện cửa lớn của công trường, căn bản là không nể mặt tôi. Lý Trường Phong càng nói thì tinh tự càng kích động,
cuối cùng không nhịn được mà phát hỏa. Trương Dương nói, không nể mặt anh ư, anh là ai, anh đáng để tôi nể mặt ư. Lý Trường Phong trợn hai mắt lên, nếu không phải cậu Từ Quang Lợi bảo hắn phải nhẫn nhịn, với tính tình của hắn thì đã sớm xuất thủ đối phó Trương Dương rồi, căn bản sẽ không nhẫn nại đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên hắn và Trương Dương chính diện giao phong, lại không ngờ Trương Dương khí thế bức nhân như vậy. Lý Trường Phong cả giận nói, làm người để lại lối thoát cho người khác chính là để lại lối thoát cho mình. Anh ở trên quan trường cũng lăn lộn được một đoạn thời gian rồi, đạo lý đơn giản như vậy anh cũng không hiểu ư. Trương Dương cười lạnh, nói, dạy tôi à, anh xứng ư, lập tức cút đi cho tôi, để lại xe chở đất này, vừa rồi tôi cho anh cơ hội mà anh không cần, hiện tại muộn rồi, tôi đã đổi ý. Lý Trường Phong cũng điên lên, nói, anh dám à, tòa nhà này của anh vốn là kiến trúc trái quy định, đâm hỏng cũng đáng. Trương đại quan nhân gật gật đầu nói, thằng nhóc, mày nhớ câu này đấy. Lý Trường Phong phất tay, đi cùng hắn tới có hơn 20 người, hắn lớn tiếng nói, lái xe về, tôi không tin có ai con mẹ nó dám cản xe của công trường của tôi. Lái xe của xe chở đất đang chờ câu này của Trương Dương, gã mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Phía ủy ban thể dục thể thao chỉ có một mình Trương Dương tới, lực lượng không cân đối nghiêm trọng, Trương đại quan nhân thế đơn lực cô. Có điều hắn căn bản không để hơn 20 người của đối phương vào mặt, Trương Dương từ dưới đất nhặt một cây gậy sắt lên. Lý Trường Phong nhìn thấy động tác của hắn, trong lòng không khỏi trầm xuống, đã sớm nghe nói thằng nhãi này là một nhân vật, một lời không hợp lập tức ra tay, chẳng lẽ hắn muốn ra tay với mình ư? Lý Trường Phong nhìn nhìn xung quanh, đứng xung quanh đều là người của mình, không cần phải sợ hắn, lập tức dũng khí tăng lên không ít. Trương Dương đi đến bên cạnh xe chở đất, một tay kéo cửa xe ra. Lái xe vừa khởi động, còn chưa kịp đạp ga thì Trương đại quan nhân nhếch miệng cười, cắm ống sắt vào, cánh tay dùng sức, chỉ nghe thấy rắc một tiếng đã bẻ gãy vô lăng. Lý Trường Phong tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu, thằng nhãi này không ngờ lại dùng phương pháp đơn giản dã man như vậy để giữ xe lại đây. Lý Trường Phong xông lên chỉ vào mũi Trương Dương nói, anh đây là phá hoại tài sản quốc gia. Trương Dương nói, tôi nói cho Lý Trường Phong anh biết, hiện tại cút đi cho tôi. Tôi cam đoan không truy cứu trách nhiệm sau này của các anh, còn nói những lời vô nghĩa với tôi nữa là tôi rời nhà vào trong công trường của các anh đấy. Lý Trường Phong giận dữ hét, người khác sợ anh, nhưng tôi thì không sợ đâu, nơi này là Nam Tích, không tới phiên anh khảnh khạng. Trương đại quan nhân bật cười ha ha, tôi quên không cảnh cáo anh, tôi ghét nhất bị người khác chỉ vào mặt tôi. Lý Trường Phong thò tay ra trọt trọt vào vai Trương Dương, tao con mẹ nó chỉ mày đấy, mày làm gì được tao nào. Hắn chọt một cái, định chọt thêm cái nữa, đáng tiếc là Trương Dương không cho hắn cơ hội, nhanh như điện xẻ tóm lấy hai ngón tay của hắn, rắc rắc một tiếng bẻ chật khớp hai ngón tay của Lý Trường Phong. Lý Trường Phong đau đớn hét thảm kêu một tiếng, Trương đại quan nhân giơ tay phải lên, chuẩn bị cho hắn thêm một cái tát. Phía sau vang lên một giọng nói khẩn trương, chủ nhiệm Trương, thủ hạ Lưu Tình. Người vào lúc mấu chốt kêu thủ hạ Lưu Tình là phó chủ nhiệm Thích Kim Đường của Ủy ban Thể dục Thể thao. Nghe nói ở ban làm việc hiện trường xảy ra chuyện, y và Lý Hồng Dương cùng nhau chạy tới, sau khi hai người vừa tới thì thấy được cảnh trước mặt. Trương Dương vốn là không muốn ra tay đánh Lý Trường Phong, nhưng thằng ôn này ăn nói bậy bạ, không ngờ còn dám giơ tay chọt mình, mà hắn cũng không đi nghe ngóng xem, luận về năng lực tác chiến một mình, trong thể chế Bình Hải này có ai dám cùng tranh phong với Trương đại quan nhân. Công phu bẻ sai khớp ngón tay người khác của Trương đại quan nhân là nhất lưu nhất lưu. Chẳng những bẻ chật khớp ngón tay của đối phương mà còn khiến đối phương đau đớn một chết. Thập chỉ liên tâm, Lý Trường Phong đau đến nỗi trán túa đầy mồ hôi, không ngừng dậm chân. Hơn 20 người đi theo hắn hô hào nhau lao lên, vây Trương Dương ở giữa. Từ sau khi Thường Lăng Phong nói với Trương Dương rằng thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn, Trương đại quan nhân đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ lấy bạo chế bạo, nhưng sau khi hắn tới Nam Tích liền phát hiện, muốn trong khoảng thời gian ngắn xác lập địa vị chính trị của mình. Chỉ dựa vào quan hệ là không đủ, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên ngoài mặt thì tươi cười với hắn, nhưng lại đầy cảnh giác đối với hắn, con người của Hạ Bá Đạt thì vẫn bát diện linh lung như trước kia, nhưng làm lãnh đạo mà thiếu khí khái là điều tối kỵ. Thể chế Nam Tích này giống như một đầm nước nguội, không gió không sóng, Trương Dương đi vào trong đầm nước này, ban đầu có ý nghĩ nhún nhường, nhưng chưa được vài ngày, bản tính của hắn lại bắt đầu biểu lộ ra, nếu như mình không làm ra chút sóng gió thì có thể trong bất chi bất giác bị nước nguội luộc chết. Từ Quang Nhiên ngoài mặt thì giao quyền kinh doanh tiêu thụ vận hội tỉnh cho mình, nhưng thật ra là đang làm trò, chính sự sảng khoái của Từ Quang Nhiên khiến Trương Dương ý thức được,
Từ Quang Nhiên muốn hại hắn, Từ Quang Nhiên không xem trọng vận hội tỉnh cho nên mới ủy quyền chuyện này cho hắn, quyền lực nhiều lúc ngang ngửa với trách nhiệm, cho hắn quyền lực càng lớn, trách nhiệm mà Trương Dương phải gánh vác về sau càng lớn. Trên chính trị không có tình cảm cá nhân, mặc dù Trương Dương trước đây có ơn với Từ Quang Nhiên, nhưng trên chính đàn rất nhiều lúc là lấy oán báo ơn, rất ít khi thấy lấy đức báo oán. Trương Dương nghĩ thông suốt đạo lý này, làm việc cũng không cố kỵ quá nhiều, hắn quyết định giang tay giang chân làm lớn một phen, nếu Từ Quang Nhiên buông trôi bỏ mặc đối với hắn, hắn sẽ ở Nam Thích mở ra một phen thiên địa, nếu Từ Quang Nhiên cảm giác lợi ích bị xâm phạm, vậy thì sẽ nghĩ cách đuổi hắn ra, điều này đối với Trương Dương cũng không có tổn thất gì, vừa hay có thể vứt bỏ củ khoai lang phỏng tay vận hội tỉnh này đi, lại tìm cách khác để thăng chức. Trương đại quan nhân ngoài mặt trông thì lỗ mãng xung động, nhưng trong lòng hắn lại tính toán rất kỹ, người có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường, ai có thể cười tới cuối cùng vẫn chưa biết được đâu. Thấy hơn 20 đại hán khỏe mạnh vây Trương Dương, phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Lý Hồng Dương nổi giận, y hét lớn, làm gì vậy? Các anh có ý thức pháp luật hay không hả? Tụ tập nhiều người như vậy lao vào cơ quan quốc gia, có tin tôi báo cảnh sát bắt tất cả các anh không? Lý Trường Phong nhịn đau kêu lên, ai? Không có ý thức pháp luật, hắn phá hoại tài sản quốc gia trước, sau đó lại đánh người. Thịnh Kim Đường cũng biết Lý Trường Phong, y cố nặn ra vẻ mặt thương xót khuyên, mọi người đều là người một nhà, đều là vì làm tốt vận hội tỉnh, đều là vì sự nghiệp phát triển thể thao của Nam Tích, hà thất phải vậy. Đều nghe tôi khuyên một câu đi, đừng ai gay gắt nữa, mọi người ngồi xuống nói chuyện xem có giải quyết được vấn đề không. Lời này Trương Dương không thích nghe, hắn nói với Thịnh Kim Đường, chủ nhiệm Thịnh, anh rốt cuộc đứng ở phía nào. Thịnh Kim Đường ở trước mặt mọi người bị hắn nói như vậy, trên mặt cũng khó coi, lúng túng nói, chủ nhiệm Trương, đừng tức giận, mọi người dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Trương Dương chỉ vào tòa nhà bị xe đâm hỏng, dĩ hòa vi quý ư. Mẹ kiếp, người ta lái xe đâm đổ nhà chúng ta mà còn dĩ hòa vi quý à? Anh có một chút vinh dự tập thể nào không? Tôi ra mặt vì ai chứ? Không phải là vì ủy ban thể dục thể thao của chúng ta à? Tôi thật sự không hiểu, một đốc công nhỏ, ai con mẹ nó cho anh gan lớn như vậy? Khoảng trống hơn 50 mét mà xe chở đất không lái được vào à, mà lại vừa khéo đâm vào nhà của chúng tôi. Chương 531, kích hóa 3. Lý Trường Phong đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, đã đâm phải rồi. Anh muốn làm sao chứ? Mà ủy ban thể dục thể thao các anh cũng không thể dựng. Nhà, trái phép. Trương Dương nói, hoa cục của cục quy hoạch tự mình phê chuẩn, tòa nhà này của tôi là một bộ phận quan trọng của quy hoạch trung tâm thể dục mới. Trái phép ư? Trái phép cái con mẹ mày. Trương đại quan nhân khí thế bức người. Lý Hồng Dương chạy tới ho khan một tiếng, kéo Trương Dương lại nói, xin bớt giận, xin bớt giận. Mẹ của Lý Trường Phong chính là chị của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên, chủ nhiệm Trương đúng là cường hãn, há miệng ra một cái chửi luôn cả chị của bí thư thị ủy. Lý Hồng Dương ở sâu trong lòng rất ủng hộ Trương Dương, tuy rằng Trương Dương dựng nhà ở đối diện trung tâm thể dục mới là rõ ràng có lòng khiêu khích. Nhưng Lý Trường Phong sai người lái xe chở đất đâm vào, thật sự là bất kính đối với Ủy ban Thể dục Thể thao, chuyện này nếu không nói cho rõ ràng sau này Ủy ban Thể dục Thể thao càng bị người ta khinh thường. Sự cường thế của Trương Dương so với sự nhụt chí của Thịnh Kim Đường, người sau rõ ràng khiến Lý Hồng Dương cảm thấy ghét bỏ. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, đồn cảnh sát địa phương nhận được thông báo liền chạy tới, trung tâm thể dục mới thuộc đồn Vân Đông, đồn trưởng Hàn Bang Quân tự mình dẫn đội đến. Nghe nói phía công trình và Ủy ban Thể dục Thể thao đã xảy ra mâu thuẫn, Hàn Bang Quân cũng có chút đau đầu, hai bên gã đều quen, có điều quan hệ với phía công trình thì tốt hơn. Trước khi đi tới hiện trường, Hàn Bang Quân đã hỏi rõ tình huống, đi cùng hắn còn có phó đồn trưởng Trần Dương. Trần Dương thấp giọng nói, người gây chuyện là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao, hắn và Trương cục của chúng ta có quan hệ cá nhân tốt lắm. Hàn Bang Quân nhíu mày nói, việc nhỏ thôi mà, việc gì phải vậy? Trần Dương nói, còn nhớ bí thư Đường không? Hàn Bang Quân gật gật đầu, bí thư ủy ban chính pháp Đường Hưng Sinh, khi sắp thăng lên làm phó thính trưởng thính tỉnh thì đột nhiên sợ tội bỏ trốn, nghe nói chuyện này có quan hệ trực tiếp với Trương Dương này không dễ chọc, Hàn Bang Quân cầm lấy di động liên lạc với Hạ Học Đông, cục trưởng phân khu Ninh Võ, gã là muốn trưng cầu ý kiến của Hạ Học Đông. Hạ Học Đông trả lời rất đơn giản, điều tra rõ tình huống, xử lý công bằng. Khi Hàn Bang Quân dẫn đi vào hiện trường, tòa nhà mới dựng của Ủy ban Thể dục Thể thao bị đã mấy trăm người vây kín ba tầng ngoài ba tầng trong đó có dân công, cũng có người tới đây xem náo nhiệt.
hai bên phát sinh tranh cãi là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao và Quản lý Công trình của Trung tâm Thể dục mới Lý Trường Phong. Thấy cảnh sát đến, Lý Trường Phong vững dạ hẳn lên, cơn đau trên tay của gã cũng tựa hồ đỡ đi nhiều, hắn lập tức giơ tay phải cho Hàn Bang Quân xem, đường trưởng Hàn, anh xem. Hàn Bang Quân mặt âm trầm, gã phất phất tay nói, mọi người tản đi, không có chuyện gì cả, chúng tôi sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Thịnh Kim Đường và Hàn Bang Quân cũng là người quen, y đi tới cười nói, đồn trưởng Hàn, sao các anh cũng tới đây, chỉ là chút hiểu lầm thôi mà, đang câu thông. Hàn Bang Quân nói, chủ nhiệm Thịnh à, xem ra hiệu quả câu thông của các anh không được tốt lắm. Gã đi tới nhìn chiếc xe chở đất gây chuyện, nói với Lý Trường Phong, quản lý Lý à, gọi xe tải tới kéo xe chở đất đi. Trương Dương lạnh lùng nói, chiếc xe chở đất đó là xe gây chuyện, trước khi chưa điều tra rõ ràng, không ai được kéo nó đi cả. Hàn Bang Quân và Trương Dương không có giao tiếp chính diện, nghe thấy những lời này của Trương Dương, trong lòng gã có chút khó chịu, nhưng cấp bậc của đối phương còn sờ sờ ra đó, ở mặt ngoài gã vẫn phải biểu hiện ra kính ý nhất định. Hàn Bang Quân đi tới, cười nói, chủ nhiệm Trương à, chào anh, tôi là đồn trưởng Hàn Bang Quân của khu vực này, chuyện hôm nay tôi đã biết rồi, mâu thuẫn đã nảy sinh rồi, tốt nhất đừng tiếp tục làm gay gắt nữa, tôi hy vọng hai bên có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau. Đều là vì xây dựng phát triển Nam Tích, không có gì mâu thuẫn quá đáng cả. Trương Dương nói, anh đã biết, vậy anh nói cho tôi nghe một chút, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Bang Quân đối với loại khẩu khí cao ngạo của Trương Dương càng không vui, gã đánh mắt ra hiệu cho Trần Dương đi tới nói, là như vậy. Trương Đại Quan Nhân bực bội ngắt lời gã, tiểu đồng chí, cậu có hiểu lễ phép không? Tôi và lãnh đạo của các cậu nói chuyện, cậu sao lại chõ miệng vào? Ở trước mặt nhiều người như vậy, Trần Dương bị hắn không chút lưu tình quát cho một câu, mặt đỏ bừng lên, gã tốt xấu gì cũng là phó đồn trưởng của khu Vân Đông, luận về tuổi ác gã cũng lớn hơn Trương Dương, lại bị Trương Dương gọi là tiểu đồng chí, người ta không phải nói gã tuổi còn nhỏ, mà là chức quan của gã nhỏ. Nếu không phải nghĩ đến thân phận của Trương Dương, Trần Dương sớm đã nổi bão rồi, quan to một cấp ép chết người, nhưng chưa thấy kiểu ép người như vậy. Đây không phải là ép người. Căn bản là khi dễ người. Hàn Bang Quân nói, chủ nhiệm Trương, quản lý Lý đã giải thích rồi, xe chở đất của bọn họ mất điều khiển cho nên mới đâm hỏng tòa nhà hoạt động của các anh, bọn họ đồng ý gánh toàn bộ thiệt hại. Trương Dương phất tay nói, xe để lại, tôi kiên trì cho rằng, chiếc xe chở đất này là cố ý đâm vào tòa nhà của chúng tôi. Hàn Bang Quân có chút mất kiên nhẫn nói, chủ nhiệm Trương, bất kỳ chuyện gì cũng phải chú trọng chứng cớ. Ngoài miệng gã thì nói công đạo, nhưng rõ ràng là nghiêng về phía Lý Trường Phong. Trương Dương nói, anh nói xe mất điều khiển, được, chúng ta điều tra một chút xem xe có phải là mất điều khiển thật không, nếu chứng minh chiếc xe này không tồn tại trục trặc máy móc, bọn họ có thể còn nói lái xe thao tác không đúng hay không. Đừng có chơi trò đưa đẩy với tôi, loại người nào tôi cũng từng gặp rồi, hôm nay chiếc xe này tôi giữ lại, muốn đem xe đi, dễ thôi, trong 12 tiếng phải phục hồi nguyên trạng lại nơi này, nếu không tôi tự mình xây. Trương Dương chỉ vào cửa lớn của trung tâm thể dục mới, xe xây sát vào bộ chỉ huy công trình của các anh. Lý Trường Phong giận dữ hét, anh cho mình là ai chứ? Anh xây ở đối diện công trường của chúng tôi là trái phép, anh còn tưởng mình có lý à? Hàn Bang Quân nói, chủ nhiệm Trương, anh hãy nghĩ đến đại cục một chút đi, đừng biến thành trò cười cho thiên hạ. Trương Đại Quan Nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức nghiêm mặt nói, anh dạy tôi đấy à? Hàn Bang Quân, tôi là đang khuyên anh. Trương Đại Quan Nhân ở trước mặt nhiều người như vậy quát một câu rất to, cút, anh xứng à? Hàn Bang Quân ngàn vạn lần không ngờ rằng thằng ôn này lại ngạo mạn đến vậy, mặt lập tức uất nghẹn như cà chua tím. Lúc này kẻ trong lòng dễ chịu nhất là Trần Dương, gã và Hàn Bang Quân không có mâu thuẫn gì, cũng không phải là hạnh tai nhạc họa, vừa rồi Trương Dương khiến hắn mất mặt ở đây, thầm nghĩ lát nữa về đồn không thể ngẩng mặt lên được. Nhưng không ngờ đồn trưởng cảnh ngộ của Hàn Bang Quân so với mình còn thảm hơn, người ta trực tiếp kêu gã cút đi, so với Hàn Bang Quân, Trần Dương còn tốt hơn nhiều, giờ không cần lo lắng có người chê cười gã nữa, muốn chê cười thì cũng chê cười Hàn Bang Quân trước. Hàn Bang Quân ở khu Vân Đông cũng là hảo nhân vật, đã bao giờ bị người ta mắng như vậy đâu, gã tức giận nói, chủ nhiệm Trương, xin anh phối hợp công tác với chúng tôi. Trương Dương nói, anh không xấu hổ khi nói với tôi rằng phải phối hợp à? Thân là cảnh sát đầu tiên phải hiểu được chấp pháp công bình, anh tới đây điều giải mâu thuẫn là chuyện tốt, nhưng anh căn bản chưa điều tra rõ ràng tình huống đã một mực chắc chắn xe chở đất mất điều khiển, anh thật đúng là có năng lực,
chó nghiệp vụ còn phải ngửi chút mới có thể tra ra mạnh mối, nhưng so với anh còn kém xa. Người ở chung quanh nghe thấy Trương Dương nóc móc Hàn Bang Quân không chút lưu tình như vậy liền cười ầm ĩ lên. Hàn Bang Quân trong lòng nổi giận, gã chỗ nào cũng nể mặt Trương Dương, nhưng đối phương căn bản không nể mặt gã, Hàn Bang Quân gật gật đầu, gọi xe tải. Thịnh Kim Đường và Lý Hồng Dương đều hiểu rồi, hôm nay vị chủ nhiệm Trương này là mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn căn bản không muốn giải quyết vấn đề, hắn có ý muốn làm lớn chuyện. Bắt đầu từ việc xây nhà hoạt động, hắn đang chôn mình ở đây, chờ người khác tới châm ngòi, Lý Trường Phong không biết tốt xấu lại tới châm ngòi, có lẽ hắn cảm thấy mình đủ mạnh, hậu trường đủ cứng, có tư cách dẫn nổ quá mìn này, đáng tiếc hắn gặp phải Trương đại quan nhân không sợ trời không sợ đất. Trương Dương không chút hoang mang, hắn gật gật đầu nói với Hàn Bang Quân, tôi hôm nay nói rõ ở đây, ai dám kéo xe chở đất đi, tôi con mẹ nó xé mũ hắn. Ánh mắt của hắn giống như hai con dao nhọn đâm vào sâu trong lòng Hàn Bang Quân, Hàn Bang Quân không khỏi dùng mình một cái, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, gã không thể biểu hiện yếu thế quá mức, lớn tiếng nói, ở trước mặt pháp luật mọi người đều ngang hàng, đừng tưởng mình là cán bộ quốc gia là muốn làm gì thì làm. Trương đại quan nhân ngửa đầu cười to, hắn trung khí 10 phần, chấn cho tai của mọi người kêu ong ong, đột nhiên ngưng cười, nói, vậy anh cứ thử xem. Chương 532, lo lắng 1. Trương Dương nói, tôi thật không hiểu, thị lý sao lại đi dùng loại người như anh nhỉ? Làm tổn hại tài vật của nhà nước, va chạm với cơ quan nhà nước, tụ tập mấy trăm người tới gây sự, Lý Trường Phong, tụ tập gây sự cũng không phải là chuyện nhỏ đâu, nếu còn quan hệ tới cả tính chất xã hội đen, không khéo là phải vào tù đấy. Lý Trường Phong bị hắn dọa như vậy, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, dù sao trận phong ba hôm nay cũng là do hắn dấy lên, hắn vốn cũng không muốn làm lớn chuyện như vậy, chỉ muốn giáp huấn Trương Dương một chút mà thôi, không ngờ thái độ của Trương Dương lại cường ngạnh như vậy, căn bản chính là được lý mà không chịu buông tha người ta. Hàn Bang Quân bảo cảnh viên của đồn công an đuổi quần chúng vi quan đi, Lý Trường Phong cũng lặng lẽ ra hiệu cho những bang thủ tới hư trương thanh thế của hắn bỏ đi, tính chất xã hội đen cũng không phải là chuyện đùa. Hắn cũng không phải là xã hội đen gì cả, nhưng lời đồn đáng sợ, Trương Dương là loại người chuyện gì cũng dám nói. Thính Kim Đường lại đi tới khuyên Trương Dương, chủ nhiệm Trương, chuyện này cứ làm to ra cũng chẳng được gì, tôi thấy hay là thôi đi. Trương Dương nói, những gì nên nói tôi đều nói rồi, nếu như có người cứ muốn tự chuốc lấy xấu mặt thì tôi cũng dành chịu. Hắn quay người bước về phía xe pick-up của mình. Thấy Trương Dương đi rồi, Hàn Bang Quân thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Trần Dương ghé tới nói, đồn trưởng Hàn, xe tải đến rồi, có kéo đi không? Hàn Bang Quân nhớ tới câu nói vừa rồi của Trương Dương, ai dám kéo xe chở đất đi, hắn sẽ lột mũ người đó. Đối với cảnh sát mà nói, chuyện bi thảm nhất chính là bị người ta lột mũ, điều này có nghĩa là bị thanh trừ ra khỏi đội cảnh sát. Hàn Bang Quân mấp máy môi, một lát sau mới nói, kéo. Xe chở đất được kéo đi khỏi tòa nhà kia mất đi sự chống đỡ, ầm một tiếng đổ sập xuống. Thính Kim Đường và Lý Hồng Dương hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn tòa nhà chỉ còn một nửa ở bên cạnh, hai người không biết phải nói gì. Hàn Bang Quân nói, chủ nhiệm Thính, các anh hãy tâm bình khí hòa mà nói chuyện đi, đều là người của mình, không cần phải làm căng như vậy. Gã nói xong liền dẫn đội đi. Lý Trường Phong ôm ngón tay bước lên xe của hắn, nhanh nhanh tới bệnh viện nối lại khớp xương, ở bên cạnh một người hỏi, quản lý Lý, tòa nhà kia chúng ta có sửa lại cho họ không? Lý Trường Phong không nén được giận nói, sửa cái rắm, tôi con mẹ nó không tin một chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao như hắn thì làm gì được tôi. Tổng giám đốc công ty xây dựng Thế Kỷ mới từ Quang Lợi ở trong văn phòng đọc báo cáo tài vụ tháng này, chuyện xảy ra ở công trường y cũng đã biết, con người của Từ Quang Lợi tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng trong bụng y vẫn có chút tri thức, y sớm đã biết cháu ngoại Lý Trường Phong của y thiếu kiên nhẫn, cho nên đặc biệt dặn dò hắn phải nhẫn nại, Từ Quang Lợi thích nhất là đọc truyện Tam Quốc. Y cho rằng thượng binh phạt mưu, làm chuyện gì cũng đều phải lấy mưu lược làm trọng, động quyền cước là chuyện mà bọn thô lỗ hay làm. Từ Quang Lợi chưa tốt nghiệp cao trung đã vào nhà máy gang thép, sau khi cải cách mở cửa, y lại đi bán thịt lớn, sau đó vốn liếng trong tay không ngừng gia tăng, y lại mở nhà ăn, rồi làm công trình, y không có học lịch gì nhưng tự nhận trí tuệ của mình không kém gì hai người anh, cái mà y có là kinh nghiệm xã hội. Dựa theo suy nghĩ của cách, y muốn thông qua các con đường khác để Trương Dương biết khó mà lui, trước thông qua cục quy hoạch, sau đó có thể dùng các cách khác như ngừng nước cắt điện để đối phó với Trương Dương, nhưng y lại không ngờ mình mới nghĩ ra phương pháp đầu tiên, thằng cháu ngoại đã không nhịn được mà dùng xe chở đất đâm hỏng tòa nhà trái phép của Trương Dương.
Công Trường gọi điện thoại với vài lần, Từ Quang Lợi biết mọi người đều muốn mình ra mặt, nhưng càng là như vậy, y càng không thể ra mặt. Từ Quang Lợi cho rằng lai giả bất thiệt, thiện giả bất lai, Trương Dương dám cả gan ở đối diện Công Trường xây tòa nhà hoạt động tất nhiên là phải có chỗ dựa. Từ Quang Lợi cho rằng mình không thể tùy tiện ra tay, chỉ cần ra tay là phải tìm thấy chỗ yếu hại của đối phương, một kích tất trúng. Thằng cháu ngoại của y làm ầm ĩ lên, cũng không phải là chuyện xấu, vừa hay có thể thử thực lực của Trương Dương một chút. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên là Từ Quang Thắng đã biết chuyện này, tay của Lý Trường Phong bị Trương Dương làm chật khớp, hắn đi tới bệnh viện tìm cậu hai Từ Quang Thắng. Từ Quang Thắng nghe nói tới chuyện này thì thầm kêu không ổn, đưa thằng cháu ngoại tới khoa chỉnh hình xem thử. Từ Quang Thắng đã kiến thức qua thủ đoạn của Trương Dương, sợ Trương Dương cũng dùng phương pháp đồng dạng đối phó với cháu ngoại của mình, nhưng lần này thủ pháp làm chật khớp Lý Trường Phong của Trương Đại Quan Nhân rất bình thường. Đưa tới khoa chỉnh hình kiểm tra, rất dễ dàng đưa về vị trí cũ, Trương Dương suy nghĩ rất chu toàn, hắn nếu làm lớn chuyện này lên, Lý Trường Phong chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không đáng để hắn chấp nhận, loại phương pháp phân cân thác cốt tuyệt diệu này mà dùng ở trên người hắn thì quá lãng phí. Từ Quang Nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, Trương Dương không thể không biết Lý Trường Phong là cháu ngoại y, đã biết còn làm như vậy, là không nể mặt y, thân ở trên vị trí hiện tại, làm việc gì cũng phải suy nghĩ toàn diện. Từ Quang Nhiên cho rằng Trương Dương sở dĩ dám làm như vậy hẳn là không phải là xung động nhất thời, 8-9 phần 10 là có người ở phía sau hắn chống lưng. Sau khi suy nghĩ một lát, Từ Quang Nhiên gọi điện cho em trai Từ Quang Lợi, y dặn dò Từ Quang Lợi phải đích thân xử lý chuyện này, đừng làm to chuyện. Từ Quang Nhiên sở dĩ không muốn làm to chuyện cũng là có nguyên nhân, công ty xây dựng thế kỷ mới của Từ Quang Lợi nhận thầu xây dựng trung tâm thể dục mới, tuy rằng thông qua lưu trình tranh thầu bình thường, nhưng trong thành phố Nam Tích vẫn gặp phải không ít thị phi, sự thật chứng tỏ thằng em này của y làm việc quả thật là thiếu hỏa hầu, công trình trung tâm thể dục mới đang đình trệ nghiêm trọng. Khiến Từ Quang Nhiên tức giận, khi Từ Quang Lợi sắp gác điện thoại liền kêu khổ với y, anh, tiền công trình mà thị lý đã đáp ứng vẫn chưa tới tài khoản. Anh giúp em đốc thúc một chút đi, em còn không có tiền trả lương cho công ty nữa. Từ Quang Nhiên cả giận nói, tiền, cậu chỉ biết đòi tiền thôi à, tiến triển của công trình trung tâm thể dục mới chậm chạp, dựa theo yêu cầu lúc trước, sân thể dục chính sớm đã nên xây xong rồi, cậu thế này là sao? Trả thiếu tiền cho các cậu à, lúc trước khi tranh thầu cậu lời thề son sắt lắm cơ mà, nhưng hiện tại cậu nhìn lại xem, công trình sắp thành thế nào rồi. Không làm được thì đừng có huy anh hoang. Tôi nói cho cậu biết, kỳ hạn công trình không thể kéo dài nữa, nếu tiếp tục như thế này, đừng trách tôi không để ý tới tình cảm anh em. Từ Quang Lợi cười khổ nói, đại ca, tiền công trình mà thị lý chuyển cho bọn em đến bây giờ còn chưa được một nửa, mua vật liệu xây dựng cũng không đủ. Từ Quang Nhiên nói, cậu lúc trước đáp ứng thế nào? Tự quảng cáo mình, thổi phồng thực lực à? Đại ca, từ sau khi em tiếp nhận hạng mục này, giá vật liệu xây dựng tăng liên tiếp, em làm tiếp cơ hồ là chịu lỗ. Từ Quang Nhiên nói, cậu đừng có ở đó mà kêu khổ với tôi, giải quyết việc chung đi, tôi mặc kệ cậu có chủ ý gì, dùng phương pháp gì, tôi muốn nhìn thấy thành tích, trước tháng 6 sang năm, cậu phải sân xong tất cả sân thể dục, nếu kéo dài thì tự gánh lấy hậu quả. Nói xong y liền gác máy. Từ Quang Lợi thở dài một hơi, ném điện thoại lên bàn, lúc này nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Từ Quang Lợi thở hắt ra một hơi, nói, vào đi. Là Từ Quang Thắng và Lý Trường Phong cùng nhau về. Từ Quang Lợi chào một tiếng ai hai rồi đứng dậy nói, người ta có tặng cho em một chút đại hồng bào, em pha cho anh thử nhé. Từ Quang Thắng nói, không cần, anh là đưa Tiểu Phong về. Từ Quang Lợi nhìn Lý Trường Phong nói cậu, tên Trương Dương khinh người quá đáng. Hắn bẻ gãy ngón tay của cháu, ngón tay bị trật khớp của hắn tuy đã được nối lại thành công, nhưng khớp xương lại vẫn đau. Từ Quang Thắng nói, đâu có nghiêm trọng như vậy. Mày người nào không đi đắc tội mà lại cứ đi đắc tội với hắn là sao? Lý Trường Phong nói, hắn tưởng mình hay lắm à? Nơi này là Nam Tích, không phải Giang Thành. Từ Quang Lợi trừng mắt lườm Lý Trường Phong một cái, mày làm gì cũng xung động, chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ? Sao cứ phải làm tới nước này? Từ Quang Thắng nói, phải nói chuyện tử tế với hắn chứ, thằng ôn này không biết trời cao đất rộng là gì cả. Lý Trường Phong nói, cậu hai, sao cậu cứ bênh người ngoài thế? Từ Quang Thắng nói, không phải cậu bênh người ngoài, chuyện này căn bản là cháu gây ra mà, cửa lớn như thế, xe chở đất của bọn cháu sao lại cứ phi vào nhà người ta. Lý Trường Phong nói, là bên hắn gây chuyện trước, Nam Thích lớn như vậy, hắn vì sao cứ phải chạy tới trước cửa công trường của chúng cháu xây nhà.
Từ Quang Thắng nói, chán chả buồn nói với cháu nữa. Y bảo có chuyện còn phải về bệnh viện, nói với Từ Quang Lợi, lão tam, cậu quản nó cho tốt đi, thằng bé này cả ngày chỉ biết gây chuyện, còn nữa, chuyện này đừng có làm ầm lên, phía Trương Dương tôi có quen, hay là để tôi an bài một chút, cho hai bên gặp mặt nhau, nói rõ chuyện này ra là được. Từ Quang Lợi cười nói, anh hai, anh yên tâm đi, em sẽ xử lý tốt chuyện này. Từ Quang Thắng bán tín bán nghi nói, thật sự không cần tôi ra mặt ư. Từ Quang Lợi nói, không cần, lát nữa em sẽ trực tiếp tìm hắn. Từ Quang Thắng gật gật đầu nói, vậy được, trực tiếp gặp mặt tốt hơn. Tôi không nhúng tay vào làm gì. Sau khi Từ Quang Thắng đi, Từ Quang Lợi hậm hực mắng Lý Trường Phong, mày cũng thật là, sai người lái xe đâm nhà của người ta, nếu bên trong có người thì sao? Gây tai nạn chết người thì ai giúp được mày? Lý Trường Phong rất sợ ông cậu này, hắn thấp giọng nói, ai bảo hắn xây nhà ở đối diện công trường của chúng ta. Cháu không thể để bị người ta khi dễ mà không lên tiếng được, người khác sẽ nhìn cháu như thế nào đâu. Chương 532, lo lắng 3. Từ Quang Lợi nói, tranh cái tiếng nhất thời thì được gì? Chúng ta nhận thầu công trình trung tâm thể dục, vốn đã có rất nhiều người nói ra nói vào, tao càng muốn nhún mình thì mày càng gây thêm chuyện cho tao. Lý Trường Phong nói cậu. Cậu đấy là chưa nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn đấy thôi, cháu đáp ứng bồi thường hắn, còn chuẩn bị chọn một nơi khác để xây tòa nhà khác cho hắn, nhưng hắn lại rất quá đáng, đòi cháu phải khôi phục lại nguyên trạng, còn quy định thời gian cho cháu, con mẹ nó khi dễ người ta quá mà, cháu ban đầu cũng không muốn trở mặt với hắn, nhưng hắn lại giữ xe chở đất lại, đồn trưởng Hàn của đồn cảnh sát Vân Đông dẫn người tới điều đình chuyện này, cũng bị hắn mắng cho một trận, cháu thực sự không hiểu. Ai cho hắn gan lớn như vậy? Từ Quang Lợi nhíu mày, Trương Dương so với hắn sự tưởng tượng của y thì còn kiêu ngạo hơn nhiều, con người Từ Quang Lợi rất thích cố lộng huyền hư, thường ngày thích giả vờ bộ dạng cao thâm mà chắc, y ngẫm nghĩ một lát, thật ra tính khí của y cũng không phải là tốt, một người xuất thân đồ tể giết heo, cho dù là trải qua mấy năm nay đóng gói văn hóa, nhưng bên trong vẫn không hề thay đổi, Từ Quang Lợi nói, hắn thật sự nói vậy ư. Lý Trường Phong nói, còn giả chắc. Từ Quang Lợi nói, xe chở đất vẫn ở trong tay hắn à. Lý Trường Phong lắc lắc đầu nói, hắn sau khi ném lại một câu dọa dẫm liền bỏ đi, đồn trưởng Hàn sai người kéo xe chở đất đi rồi, vừa đưa tới xưởng sửa chữa, vô lăng bị hắn bẻ gãy. Từ Quang Lợi nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là hành vi thổ phỉ, một cán bộ quốc gia sao lại không có tố chất như vậy. Lý Trường Phong nói cậu đấy là chưa giao tiếp với hắn đấy thôi, con người này man hoành không giảng đạo lý, không cho hắn chút giáo huấn, hắn căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta. Từ Quang Lợi bất mãn trừng mắt lườm Lý Trường Phong một cái, nói bậy bạ gì đó. Chúng ta là người làm ăn chính đáng, làm chuyện gì cũng đều phải quang minh chính đại. Lý Trường Phong nhỏ giọng đề nghị cậu, hay là chúng ta nói chuyện này với cậu cả đi. Từ Quang Lợi lại trừng mắt lườm hắn, cậu cả của mày có thân phận gì? Chút chuyện nhỏ này mà cũng muốn làm phiền tới anh ấy ư? Lý Trường Phong im lặng trong chốc lát rồi lại nói, hắn nói cho cháu 12 tiếng. Nếu ngày mai cháu không khôi phục tòa nhà đó lại nguyên trạng, hắn sẽ dựng nhà ngay ở bộ chỉ huy công trình của chúng ta. Từ Quang Lợi khinh thường cười nói, tao cho hắn mượn thêm một lá gan hắn cũng không dám, ở Nam Tích chưa đến lượt hắn lên tiếng. Lý Trường Phong nhớ tới tình cảnh xung đột với Trương Dương hôm nay, trong lòng có chút sợ sợ, thấp giọng nói cậu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ Quang Lợi nói rất tự tin, không cần làm gì cả, tính quan kỳ biến biến. Tao cũng muốn xem hắn rốt cuộc có gan lớn cỡ nào. Từ Quang Lợi tuy nói như vậy, nhưng sau khi Lý Trường Phong đi liền gọi điện thoại cho Hạ Học Đông, cục trưởng phân cục công an khu Ninh Võ, nếu chuyện này đã có cảnh sát tham gia, y tốt nhất để cảnh sát giúp giải quyết vấn đề này. Quan hệ giữa Hạ Học Đông và Từ Quang Lợi rất tốt, nghe Từ Quang Lợi nói đến chuyện này, y liền lên tiếng đảm bảo, Từ Tổng yên tâm đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, lá nữa tôi sẽ ra mặt làm công tác với phía Ủy ban Thể dục Thể thao. Từ Quang Lợi nói, Hạ Cục, nghe nói người này rất khó chơi, anh biết đấy, trung tâm thể dục mới là công trình trọng điểm của thành thị, hiện tại kỳ hạn công trình của chúng tôi đã đến gần, thật sự là không thể chậm trễ được nữa, nếu bởi vì chuyện này mà làm chậm trễ tiến độ công trình, thì Lý truy cứu xuống, tôi không thể nào gánh vác nổi trách nhiệm này. Hạ Học Đông cười nói, Từ Tổng yên tâm, tôi cam đoan tiến độ công trình của các anh sẽ không bị ảnh hưởng. Hạ Học Đông gác điện thoại. Nhìn đồn trưởng đồn cảnh sát Vân Đông Hàn Bang Quân ngồi trên salon, cười nói, lão Tử gọi. Hàn Bang Quân nói, y cuối cùng cũng đành phải hiện thân rồi,
công trường xảy ra chuyện lớn như vậy, đến bây giờ ngay cả bóng cũng không thấy đâu, chuyện gì cũng đều giao cho cảnh sát chúng ta, mâu thuẫn nội bộ giữa bọn họ và ủy ban thể dục thể thao, nên là song phương bọn họ tự mình giải quyết, không có liên quan gì tới chúng ta cả. Quán niệm của Hàn Bang Quân đối với Từ Quang Lợi vẫn rất lớn, từ lúc chuyện xảy ra tới hiện tại Từ Quang Lợi vẫn chưa hiện thân, Hàn Bang Quân gọi điện thoại vài lần cho y, nhưng y cũng không nhấc máy. Hạ Học Đông nói, lão Hàn, cũng không thể nói như vậy được, khu trực thuộc của chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta đương nhiên phải có trách nhiệm liên đới. Hàn Bang Quân nói, Hạ Cục, ngài không biết trường hợp hôm nay đó thôi, chủ nhiệm trương của Ủy ban Thể dục Thể thao kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Hạ Học Đông bật cười, oán khí rất lớn phải không? Hàn Bang Quân nói, nếu không phải Cố Kỵ hắn là lãnh đạo, tôi lúc ấy không nhẫn nhịn hắn như vậy đâu. Hạ Học Đông nói, bớt giận đi, trong khi chấp hành, phải chịu chút ủy khuất là không thể tránh được. Hàn Bang Quân nói, Hạ Cục, hắn uy hiếp muốn lột mũ của tôi, anh nói xem có cán bộ quốc gia nào như vậy không? Hạ Học Đông cười nói, hắn nói thì có được gì đâu, chuyện của hệ thống công an chúng ta không tới phiên quản. Có điều, Hạ Học Đông tạm dừng một chút rồi lại nói, quan hệ giữa hắn và Trương Cục không tồi, chuyện này hay là nói một tiếng với Trương Cục đi, để ông ta giải quyết chuyện này. Sau khi Trương Dương quay lại Ủy ban Thể dục Thể thao không lâu thì nhận được điện thoại của Đại cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Tích Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, lão đệ, cậu làm gì vậy? Bối cảnh của công ty xây dựng thế kỷ mới cậu thật sự không biết ư? Trương Dương nói, bối cảnh thì sao? Có bối cảnh thì có thể khi dễ tôi à? Có bối cảnh thì cảnh sát các ông liền vẽ đường cho hươu chạy ư? Trương Đức Phóng bật cười ha ha, lão đệ à, cậu đừng nóng. Tối nay tôi làm chủ mời cơm. Khách sạn Hải Thiên, có oán khí gì chúng ta gặp mặt bày tỏ, khúc mắc này tôi nhất định giúp cậu tháo gỡ. Trương Dương nói, ông luôn miệng gọi tôi là lão đệ, nhưng tôi trong lòng thật sự nóng vô cùng, ông ngàn vạn lần đừng khiến tôi thất vọng, tôi hiện tại vừa học được cách trở mặt không nhận người đó. Trương Đức Phóng cười càng vui vẻ hơn, được rồi, chúng ta có giao tình gì chứ, tôi có thể để cậu chịu thiệt ư. Nhanh chuẩn bị đi, 6 giờ rưỡi nhé, đừng có đến muộn. Trương Dương đặt điện thoại xuống, Lương Thành Long từ bên ngoài bước vào, gã là bị Trương Dương gọi tới, chuyện phát sinh ở trung tâm thể dục mới hôm nay gã cũng nghe nói tới, vừa vào cửa liền há miệng cười, đã nói với cậu rằng đại đầu xà không dễ chọc đâu, cậu lại cứ không tin, giờ thì hay rồi, vừa dựng nhà xong lại bị người ta phá. Trương Dương nói, bảo anh đến không phải là để anh vui mừng trước sự đau khổ của người khác đâu. Lương Thành Long, được, vậy cậu nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Trương Dương, anh thì còn làm được gì nữa? Tìm anh để dựng lại nhà. Lương Thành Long nói, được, sáng mai tôi sẽ bảo công nhân tới sửa nhà cho cậu. Trương Dương lắc lắc đầu nói, chuyện xảy ra 12 giờ trưa nay, đúng 12 giờ tối nay, anh tìm công nhân cho tôi dẫn tới bên trong trung tâm thể dục mới dựng nhà. Lương Thành Long nghe mà trợn mắt há hốc mồm, mẹ, không phải chứ? Cậu định chơi tiếp à? Trương Dương nói, tôi lớn vậy rồi nhưng chỉ bị ai bắt nạt như vậy, Từ Quang Lợi y là cái thá gì? Ỷ vào đại ca là bí thư thị ủy thì dám chơi tôi như vậy ư? Lương Thành Long nói, biết đại ca của y là Từ Quang Nhiên mà cậu còn chơi vậy ư? Gã là loại thông minh cỡ nào chứ, chỉ thoáng nghĩ một cái là hiểu, liền nói khẽ, không định chơi ở Nam Tích nữa à? Với nhận thức của gã về Trương Dương tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc, thằng ôn này làm việc tuy phách lối. Nhưng mỗi một bước đều có tính mục đích rõ ràng. Trương đại quan nhân cười tủm tỉm nói, cái đó thì phải xem thái độ của bí thư Từ như thế nào. Lương Thành Long kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện với Trương Dương, tôi còn tưởng cậu thực sự ngốc đến nỗi nhận lấy củ khoai lang nóng vận hội tỉnh này. Được, làm như vậy chẳng khác nào là ngang nhiên tát vào mặt y có thể tha cho cậu mới lạ. Lương Thành Long suy nghĩ vấn đề vẫn rất toàn diện. Trương Dương nói, Trương Đức Phóng mời tôi đi ăn cơm, anh đi không? Lương Thành Long cười lạnh một tiếng nói, 89 phần 10 là muốn giúp hòa giải, quan hệ giữa y và Từ Quang Lợi không tồi. Trương Dương nói, y và tôi cũng không tồi. Lương Thành Long nói, trước khác nay khác, cậu coi mình vẫn như khi còn là con rể tương lai của tỉnh trưởng ư. Trương Dương, tôi bảo này, anh có thể không bàn về chuyện đó nữa không? Lương Thành Long bật cười, hai chân gã gác lên bàn làm việc của Trương Dương, ha ha. Biệt thư đó cậu định khi nào thì trả lại cho tôi đây? Trương Dương nói, chưa biết, nhãn quang của anh không tồi, căn biệt thự đó tôi ở thêm một đoạn thời gian nữa, rồi sẽ trả lại cho anh.
Lương Thành Long nói, tôi sao cảm thấy cậu chuẩn bị xin đều tôi nhỉ? Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi lần này đắc tội với Bí Thư Từ, còn không biết có thể ở lại Nam Tích được bao nhiêu ngày, anh lo cái gì? Lương Thành Long mỉm cười, gã thật sự không nghĩ rằng Trương Dương có thể ở lại Nam Tích lâu dài, Trương Dương sở dĩ dám không chút cố kỵ làm vậy, nguyên nhân căn bản chính là không định ở lâu. Khi hai người đang nói chuyện thì có người tới tìm Trương Dương, rất trùng hợp, cũng là người quen của học, công tử Kiều Bằng Cử của Bí Thư Thị ủy Kiều Trấn Lương. Kiều Bằng Cử tới đây là để mời Trương Dương đi ăn cơm, nhìn thấy Lương Thành Long cũng có mặt, không khỏi bật cười, hôm nay đúng là khéo quá, toàn bộ đều ở một chỗ, biết tôi chuẩn bị mời cơm phải không? Lương Thành Long cười nói Kiều, xin lỗi, hôm nay tôi đáp ứng chủ nhiệm Trương trước rồi. Kiều Bằng Cử kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Trương Dương, nói, nghe nói tòa nhà của cậu bị cháu ngoại của Từ Quang Nhiên hủy đi hả? Trương Dương quay sang Lương Thành Long, nói, nghe thấy chưa? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cục tức này nếu tôi không chút ra được, về sau không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Kiều Bằng Cử nói, không phải tôi cố gây sự đâu, những thằng cháu này cũng quá kiêu ngạo rồi, lái xe chở đất đâm hỏng nhà của Ủy ban Thể dục Thể thao, đây là tát vào mặt vị chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao. Những lời này của Kiều Bằng Cử căn bản chính là đang khích bác người ta. Chương 532, lo lắng 3. Trương Dương cười nói, anh rõ ràng chính là khích bác người ta mà, thứ nhất, kẻ sai người lái xe là Lý Trường Phong chứ không phải là cháu của tôi, thứ hai, xe chở đất là đâm tòa nhà hoạt động chứ không phải là trụ sở của Ủy ban Thể dục Thể thao. Trương Dương nói, tôi đang định tìm anh nhờ giúp đỡ đây, không ngờ anh lại tự tìm tới. Kiều Bằng Cử bật cười, tôi không thể giúp gì được cậu cả, tôi hôm nay tới đây là vì một việc. Trương Dương đứng dậy đi sang bên cạnh lấy hai bình nước khoáng đưa cho họ. Kiều Bằng Cử uống nước xong liền tiếp tục nói, cậu có thể liên hệ với Hà Trường An không? Tôi đang cần tìm y. Khi gã ở Kinh Thành đã từng cùng Hà Trường An giúp Trương Dương và Tần Hoan, cho nên mới hỏi vậy. Trương Dương lắc lắc đầu. Kiều Bằng Cử nói, cậu biết đấy, đầu tư cảng nước sâu tôi và Hà Trường An có một số hợp tác, hiện tại đầu tư gặp phiền phức, tôi cần liên hệ với y. Kiều Bằng Cử nói thì nghe rất thoải mái nhưng trong mắt lại lộ vẻ lo lắng. Gần đây đầu tư cảng nước sâu xảy ra vấn đề, Kiều Bằng Cử đã dốc hết sức vào hạng mục này, cho nên gã thập phần khẩn trương. Trương Dương đoán được Kiều Bằng Cử nhất định gặp, cho nên gã mới vội vã muốn liên hệ với Hà Trường An, Trương Dương cố ý thở dài nói, bản thân tôi cũng đang gặp phiền phức, không có thời gian đâu mà lo chuyện của người khác. Kiều Bằng Cử mắng, thằng ôn cậu đúng là giảo hoạt, tự mình gây phiền phức lại còn muốn kéo cả anh em vào. Trương Dương nói, kỳ thực đây không phải là cuộc chiến của một mình tôi, Lương Thành Long luôn miệng nói cái gì là cường long bất áp địa đầu xà, không áp được địa đầu xà thì không phải là chân long, giữa bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không nào? Nếu ai lo việc nấy thì còn bàn gì tới sức chiến đấu? Chúng ta là anh em có phải không? Hiện tại tôi có nạn, anh không thể nào coi như không thấy được. Kiều Bằng Cử nói, cậu có thể liên hệ với Hà Trường An không? Trương Dương không trực tiếp trả lời vấn đề của gã, tôi định làm rước đuốc cho vận hội tỉnh, Bí Thư Kiều có thể chạy đoạn đầu không? Lương Thành Long ở bên cạnh nghe thấy rất thú vị, suy một tiếng bật cười, chưa thấy ai thực tế như Trương Dương, Kiều Bằng Cử bảo hắn liên hệ với Hà Trường An, hắn lập tức ra điều kiện. Kiều Bằng Cử cũng cười, được, chuyện này cứ để tôi. Trương Dương nói, tối nay tôi định dựng lại tòa nhà hoạt động, hai anh có giúp tôi không? Lương Thành Long cười khổ nói, quen cậu coi như tôi xui xẻo, chẳng những phải xuất công mà còn phải xuất lực. Kiều Bằng Cử nói, dựng nhà thì tôi không giúp được, nhưng dẫu sao cũng rảnh, sẽ tới xem. Hai người học đều là nhân vật thông minh, Trương Dương muốn lợi dụng thân phận của bọn họ để tăng thêm uy danh. Bọn họ vốn cũng không cần phải nhúng tay vào, nhưng bọn họ có một điểm giống nhau, đều là đầu tư xây dựng, tất cả đều gặp khó khăn trong công trình cảng nước sâu, trước mắt khốn cảnh của Nam Tích cũng khốn cảnh của bọn họ. Hai người bởi vì tình cảnh hiện tại đều đem sự bất mãn này chút lên đầu Từ Quang Nhiên, cho nên trước tiên muốn phát tiết một chút, đề nghị của Trương Dương đương nhiên được bọn họ hưởng ứng. Sự xuất hiện của Lương Thành Long cũng không khiến Trương Đức Phóng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Trương Đức Phóng cũng không ngờ Kiều Bằng Cử cũng đến đây, y mỉm cười đón ba người bọn Trương Dương vào, Lương Thành Long đoán không sai, tối nay Trương Đức Phóng mời cơm mục đích là để hóa giải chuyện ban ngày. Người tham dự bữa ăn tối nay có lão tổng của công ty xây dựng Thế Kỷ Mới Từ Quang Lợi, quản lý hạng mục của Trung tâm Thể dục Mới Lý Trường Phong, ngoài ra còn có cục trưởng phân cục Ninh Võ Hạ Học Đông. Cử nhân gặp nhau là đỏ mắt,
Khi Trương Dương tiến vào phòng, Lý Trường Phong liền tràn ngập oán độc trừng mắt lườm hắn. Biểu hiện của Từ Quang Lợi còn coi như có chút phong độ, trên mặt vẫn tươi cười. Khi y nhìn thấy Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long cùng đi đến với Trương Dương, trong lòng đối với Trương Dương không khỏi lại coi trọng thêm vài phần, chẳng trách thằng ôn này dám kiêu ngạo như vậy, thì ra hắn quả nhiên có chút năng lực, có thể quen biết với con cháu của quan lớn Bình Hải. Trương Dương mỉm cười giới thiệu Từ Quang Lợi cho Trương Dương, Trương lão đệ, vị này chính là Từ tổng của công ty xây dựng Thế Kỷ Mới, anh ta là em trai của bí thư thị ủy của chúng ta. Từ Quang Lợi cười cười vươn tay về phía Trương Dương, chủ nhiệm Trương, đã nghe tới đại danh của cậu từ lâu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Trương Dương cũng mỉm cười bắt tay với y, nói kể ra chúng ta còn làm hàng xóm nữa, sau này đợi khi địa điểm công tác của chúng tôi được chuyển qua đó, cơ hội mọi người gặp mặt sẽ nhiều hơn. Từ Quang Lợi nghe thấy câu này liền cười cười, không khỏi có chút xấu hổ. Sau khi mọi người an vị, Trương Đức Phóng nói, nếu đều là người một nhà, tôi cũng không vòng vo nữa, hôm nay tôi gọi chủ nhiệm Trương và Từ Tổng đến, một là để giới thiệu cho mọi người biết nhau, hai là để tạo cho hai bên cơ hội gặp mặt câu thông, mọi người đều là bằng hữu, có chút hiểu lầm thì mau mau tháo gỡ, ngàn vạn lần đừng để lại khúc mắc gì. Kiều Trấn Lương cười nói, Trương Cục tối nay làm người hòa giải, sớm biết rằng như vậy, tôi sẽ không đi theo tới đây ăn cơm đâu. Trương Đức Phóng cười nói, Kiều Tổng, bình thường tôi đã muốn mời mọi người đến, hôm nay chúng ta câu thông tình cảm là chính, cậu đến thì càng hay, giúp đỡ hòa giải đi. Từ Quang Lợi cười nói, tôi và chủ nhiệm Trương là lần đầu gặp nhau, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, cháu ngoại tôi tính tình nóng nảy, có chỗ nào mạo phạm thì xin được bỏ qua cho. Trương Dương tươi cười nói, tính khí của tôi cũng không tốt, may mà tôi chưa phải chịu thiệt. Cả đám người đều bật cười, Trương Đức Phóng nâng chén nói, nào, mọi người cùng cạn chén này. Mọi người dưới sự kêu gọi của Trương Đức Phóng cùng uống hết chén này. Từ Quang Lợi nói, chủ nhiệm Trương, chúng tôi lần này chính là nước lớn nhấn chìm Miếu Long Vương, người nhà lại không biết người nhà. Trương Dương vừa ăn vừa nói, không sao, không sao. Từ Quang Lợi nói, tôi hôm nay đã phê bình Trường Phong một trận rồi, thanh niên thời này sao chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Sao có thể vô lễ chống đối với lãnh đạo như vậy? Từ Quang Lợi ngoài mặt thì là đang nói Lý Trường Phong, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra y trong lời nói còn có ý khác, rõ ràng y đang ám chỉ Trương Dương không coi bí thư Từ vào đâu. Trương Dương nói, phải thường xuyên dạy bảo người trẻ tuổi để bọn họ đừng đi gây sự lung tung, người ta không những trách họ không hiểu chuyện mà còn trách cả gia trưởng của họ nữa. Thằng ôn này căn bản là không biết khách khí, bày ra bộ dạng gia trưởng. Lý Trường Phong cúi đầu, nghiến chặt răng, hận không thể xông lên bóp chết Trương Dương. Từ Quang Lợi cười nói, chuyện hôm nay tôi thật sự không biết, Trương Phong đã giải thích với tôi chỉ là hiểu nhầm, chủ nhiệm Trương, cậu phụ trách công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao, chúng tôi thì là xây dựng công trình trung tâm thể dục mới, kể ra chúng tôi còn là làm công cho cậu nữa, cậu là lãnh đạo trực thuộc của chúng tôi. Trương Dương cười nói, thời đại thay đổi rồi, hiện tại lưu hành nông nô nổi dậy, rất ít người để lãnh đạo vào mắt. Hai người ngoài mặt thì nói cười cười, nhưng câu nào câu nấy đều không hề khách khí, trong lời nói ngầm giấu đao kiếm. Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long là bị ép tới, đối với chuyện này chỉ ôm thái độ bàng quan, Hạ Học Đông của phân cục Ninh Võ thì không tiện chen lời, dẫu sao vị lãnh đạo Trương Đức Phóng này còn ở đây, muốn nói cũng không tới lượt gã. Trương Đức Phóng nói, nếu là hiểu lầm, hai người uống hai chén rượu, chuyện này coi như xong. Gã cho rằng mình có tư cách những lời này. Trương Dương và Từ Quang Lợi cũng sẽ nể mặt y, nhưng sự thật lại không như y tưởng tượng. Trương Dương cười nói, Từ Tổng định giải quyết thế nào? Từ Quang Lợi nói, như vậy đi, tổn thất của các anh tôi phụ trách bồi thường, có điều tòa nhà đó của các cậu quả thực là dựng không đúng chỗ, xe tải của chúng tôi mỗi ngày ra vào từ đó, một là có ảnh hưởng đối với giao thông, và lại, các cậu ở đó ra vào cũng không an toàn đâu. Trương Dương nói, tôi có chút không hiểu những lời này của Từ Tổng. Từ Quang Lợi nói, tôi ở đường Ninh Hà có một tòa nhà, trước giờ luôn để trống, cách trung tâm thể dục mới cũng không xa, chủ nhiệm Trương nếu cần, tôi sẽ không tính tiền thuê. Từ Quang Lợi nhượng bộ. Trương Dương cười nói, Từ Tổng là muốn tôi chuyển nhà ư. Từ Quang Lợi mỉm cười nói, vừa tiện cho người lại tiện cho mình, đợi khi trung tâm thể dục mới xây xong rồi các cậu lại chuyển vào đó là được. Trương Dương nói, nhưng tôi lại cứ thích chỗ cũ cơ, tôi không muốn chuyển, Từ Tổng. Ông đã mời Trương Cục tới, tôi nói sao cũng phải nể mặt, tôi cho các ông thời gian 2 ngày, phải khôi phục tòa nhà của Ủy ban Thể dục Thể thao của chúng tôi lại nguyên trạng, tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa.
Từ Quang Lợi hiểu rồi, người ta đòi bồi thường là giả, gây hấn mới là thật. Y cười nói, chủ nhiệm Trương, mọi người có thể ngồi cùng bàn với nhau thì đều là bạn bè. Xã hội hiện giờ, bất kể là làm ăn hay là làm bạn bè đều phải chú ý tới mặt mũi. Tòa nhà đó của Ủy ban Thể dục Thể thao các cậu vốn không thuộc loại trong phạm vi quy hoạch, là kiến trúc trái phép, cho dù không có chuyện hôm nay, bộ môn quy hoạch sớm muộn gì cũng sẽ dỡ của các anh xuống. Trương Dương nói, không phiền ông bận tâm, ông chỉ cần xây lại cho tôi tòa nhà đó là được, cục quy hoạch có dỡ hay không là chuyện của bọn họ. Từ Quang Lợi nói, chủ nhiệm Trương, thêm một người bạn thêm một con đường, mọi người hiểu cho nhau chút đi. Y bắt đầu tức giận rồi, mặt tuy vẫn tươi cười nhưng không còn vẻ tự nhiên nữa. Trương Đức Phóng nhìn thấy tình huống có chút không ổn, cuống quýt ngắt lời, đúng vậy, mọi người hiểu cho nhau đi, tôi thấy hay là thế này đi, tòa nhà của chủ nhiệm Trương dịch sang bên cạnh một chút, đừng ở dựng ở đối diện cửa lớn của công trường, từ tổng trong 2 ngày sẽ dựng lại cho xong, thế nào? Từ Quang Lợi không nói gì, y thấy nếu mình đồng ý thì rất mất mặt. Trương Đại Quan Nhân nhìn thẳng vào Lý Trường Phong nói, chuyện hôm nay có phải là anh gây ra hay không? Lý Trường Phong môi giật giật không nói gì. Trương Dương khinh thường nói, lớn vậy rồi mà sao lại dám làm không dám nhận. Dám gây chuyện thì phải dám gánh vác, đừng có để người nhà phải chùi đít cho anh mãi thế. Lý Trường Phong không nhịn được nữa, tức giận nói, là anh quá đáng, chạy tới đối diện cửa lớn của công trường chúng tôi xây nhà, anh có nghĩ đến mặt mũi của chúng tôi hay không? Trương Dương cười nói, anh ư, xứng à. Chương 532, lo lắng 4. Trương Đức Phóng vội vàng nói, Trương lão đệ, đừng vậy nữa, so đo với người trẻ tuổi làm gì. Trương Phong, cậu kính rượu xin lỗi chủ nhiệm Trương đi, chuyện này coi như xong. Lý Trường Phong ôm đầy một bụng tức, nhưng Trương Đức Phóng là đại cục trưởng cục công an Nam Tích, người ta đã nói vậy rồi thì hắn không thể không nể mặt, hơn nữa Từ Quang Lợi cũng lặng lẽ đánh mắt ra hiệu cho hắn, Lý Trường Phong. Hôm nay mình phải cúi đầu, vì sao? Vì đại cục, Lý Trường Phong cầm chén rượu lên, nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, chuyện hôm nay tất cả đều là hiểu lầm, có chỗ nào mạo phạm thì xin anh bỏ qua cho. Hắn có thể nói ra những lời này cũng không phải là dễ dàng, cho rằng mình đã nể mặt Trương Dương rồi. Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm, anh rốt cuộc là mạo phạm với tôi ở chỗ nào? Những lời này vừa được nói ra, Trương Đức Phóng cũng cảm thấy rõ chịu. Dẫu sao tối nay y cũng là người gọi mọi người tới đây, Trương Dương từ lúc đầu đã biểu hiện ra có chút quá cường thế, Trương Đức Phóng cười nói, Trương lão đệ, hôm nay chuyện này dừng ở đây, chúng ta đừng truy cứu nữa. Trương Dương căn bản không để ý tới y, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Trường Phong, nói, nhưng lời tôi đã nói với anh hôm nay anh còn nhớ không? Lý Trường Phong nói, những lời gì cơ? Trương Dương bật cười ha ha, hắn nói với Từ Quang Lợi, thằng cháu ngoại này của ông. Chẳng những đầu óc không tốt mà trí nhớ cũng kém lém. Nghe thấy những lời này Trương Đức Phóng và Từ Quang Lợi đồng thời biến sắc, Từ Quang Lợi sắc mặt sở dĩ thay đổi là vì những lời này của Trương Dương tràn ngập ý vị khiêu khích, Trương Đức Phóng sắc mặt thay đổi là vì y nghe đến đây đã hiểu, Trương Dương căn bản là muốn gây sự. Trương Đức Phóng nhìn quen sóng gió, y lập tức ý thức được chuyện tối nay không thể làm tốt được rồi. Y đột nhiên nhớ tới lúc chiều Trương Dương trong điện thoại có nói rằng hắn vừa học được cách lật mặt không nhận người, đi em. Mày con mẹ nó trở mặt không nhận người lại dùng với tao đầu tiên ư. Lý Trường Phong nghe thấy Trương Dương nói vậy thì lập tức không nhịn được nữa, hắn cầm chén rượu lên, choang một cái ném xuống đất vỡ tan, tất cả mọi người ở đây đều đã dự đoán sẽ có kết quả này, Lý Trường Phong chỉ vào mũi Trương Dương mắng, mày con mẹ nó là hạng người gì vậy? Cậu tao nể mặt mày, nhưng mày con mẹ nó không biết xấu hổ là gì. Tất cả mọi người đều không, một lát sau, nghe thấy Kiều Bằng Cử hắng giọng. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt tươi cười nói, cháu trai, mày lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa xem. Trương Đức Phóng nhìn thấy Trương Dương tươi cười như vậy là biết chuyện tối nay hỏng rồi, vội vàng nói, hà tất phải vậy, hôm nay tôi mời rượu, đừng có ăn nói lung tung, ngồi xuống đi. Trương Dương lạnh lùng nói, Trương Đức Phóng, hôm nay không có chuyện của ông, để hắn nói hết đi. Lý Trường Phong trợn mắt lên, chỉ vào Trương Dương nói, mày con mẹ nó chính là được nể mặt mà không biết điều. Lương Thành Long cầm chén trà lên uống một ngụm, lạnh lùng nói, Trương Dương có người chửi cậu kia. Kiều Bằng Cử mỉm cười, Thành Long, không liên quan gì tới chúng ta, uống rượu đi. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, Lý Trường Phong ngồi ở đối diện hắn, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, sau đó thì nghe đế bốp một tiếng. Sau đó trên mặt cảm thấy tê đi, thân thể bất giác bay ra sau, đầu đập vào tường, mông nện xuống đất, lúc này mới ý thức được mình bị Trương Dương tát tai.
Trương đại quan nhân nhìn nhìn bàn tay, thản nhiên như không cười nói với Từ Quang Lợi, con mẹ nó cháu trai của ông đấy, tôi vốn định coi nó như cháu trai của mình, nhưng nó lại cứ muốn làm cháu nội tôi. Từ Quang Lợi lập tức biến sắc, y luôn nhắc nhở mình phải có hàm dưỡng, nhưng đối diện với loại người như Trương Dương, y đột nhiên phát hiện hàm dưỡng căn bản không hề có tác dụng gì cả. Từ Quang Lợi cũng cầm chén rượu lên, không ngoài dự kiến, lập tức có tiếng chén vỡ vang lên, Từ Quang Lợi giận dữ hét, Trương Dương, mày khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trương Đức Phóng ngăn Từ Quang Lợi lại, kỳ thật y cũng là có hảo ý, y hiểu Trương Dương, thằng ôn này mà đã điên lên thì chẳng nể mặt ai cả, y là bảo vệ Từ Quang Lợi, nhưng Từ Quang Lợi cảm kích, chỉ vào Trương Dương nói, Trường Phong nói không sai, mày được nể mặt mà không biết điều, làm chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thì có thể muốn làm gì thì làm à. Tao nói cho mày biết, ở Nam Tích này không ai dám không nể mặt tao cả. Trương đại quan nhân lúc này ngược lại rất bình tĩnh, mỉm cười nói, Từ Tổng, nói nghe ghê quá đây, tôi vừa đánh cháu ngoại ông xong, chính là không nể mặt ông đó, ông định cắn tôi chắc. Mày! Trương Dương nói, ở Nam Tích ông cũng được coi là một nhân vật, nhưng ông con mẹ nó lại không tự biết lấy mình, muốn để người khác nể mặt thì bản thân phải biết phấn đấu, bản thân không cần mặt mùi thì đừng trách tôi không khách khí. Trương đại quan nhân cầm chén rượu lên uống cạn, sau đó xoảng một cái ném xuống đất. Trương Đức Phóng trong lòng kêu khổ không thôi, mình con mẹ nó hôm nay không phải là tự chuốc lấy nhục hay sao? Làm ra loại chuyện này, mời tên ôn thần Trương Dương đến, thể trắng phải là tự chịu khổ à? Lý Trường Phong từ dưới đất bò dậy, mặt đỏ bừng lao về phía Trương Dương, nhưng lại bị Trương Đức Phóng cản lại, người khác không biết thực lực của Trương Dương, nhưng y thì biết rõ, dạng như Lý Trường Phong, năm ba chục người căn bản cũng chẳng làm gì được Trương Dương. Kiều Bằng Cử nhìn tình cảnh ở trước mặt, trong lòng sớm đã chuẩn bị tâm lý, cầm chén rượu lên nói với Lương Thành Long, uống say hết rồi. Từ Quang Lợi lúc này đã điên lên rồi, giận dữ hét lên, mày con mẹ nó câm miệng lại. Lần này đến phiên Lương Thành Long mỉm cười, hắn nhìn Lương Thành Long gật gật đầu nói, chửi anh đấy. Trương Đức Phóng lúc này chỉ có nước gãi đầu, cười khổ nói, tôi nói này mấy đại ca à, nể mặt tôi đi, đều uống nhiều cả rồi, để mai hãng nói nhé. Kiều Bằng Cử mỉm cười gật gật đầu, cầm chén rượu ở trước mặt lên uống cạn, sau đó lại giơ chén lên, xoảng cái ném vỡ, đứng dậy chỉ vào mũi Từ Quang Lợi nói, Từ Quang Lợi, ông nhớ kỹ những gì hôm nay đã nói đó. Trương Dương thở dài nói, anh Kiều, đừng tự cho mình là hay, ở Nam Tích, anh còn không bằng cái rắm. Lương Thành Long chêm vào, ôi đờ tê, có người chửi thâm vậy sao? Kiều Bằng Cử giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói với Trương Dương, tôi sớm đã nhìn ra rồi, cậu là muốn chơi tôi, tối nay 12 giờ, tôi con mẹ nó giúp cậu xây nhà. Trương Đại Quan Nhân cười nói, không nhọc đại giá của anh, tôi và Thành Long làm được rồi. Kiều Bằng Cử hừ lạnh một tiếng. Hôm nay nhà tôi xây, con mẹ nó, tôi cũng muốn xem, ai con mẹ nó dám dỡ nào. Nói xong câu này, Kiều Bằng Cử, Trương Dương, Lương Thành Long cùng nhau nghênh ngang bỏ đi. Hai chú cháu Từ Quang Lợi ngây ra đó, hai người đều cảm thấy không ổn, nhưng nói không ra tối nay không đúng ở chỗ nào. Trương Đức Phóng vội vàng chạy theo Trương Dương ra ngoài, ở cửa thang máy giữ ba người họ lại, Trương Đức Phóng cười khổ nói, tôi nói này mấy cậu, nể mặt tôi đi, làm găng như vậy làm gì. Lương Thành Long giang hai tay ra, nói, không liên quan gì tới tôi. Trương Dương nói, anh Trương, tôi vẫn còn gọi anh một tiếng anh. Lý Trường Phong đâm hỏng nhà của tôi đã nói rồi, ai con mẹ nó kéo xe chở đất đó đi, tôi sẽ lột mũ hắn, Hàn Bang Quân của đồn Vân Đông, anh cứ xem mà làm. Trương Đức Phóng lúc này có muốn khóc cũng không được, y cười khổ, nói, cần gì phải vậy. Kiều Bằng Cử nói, Trương Cục, chuyện này không liên quan gì tới ông. Từ Quang Lợi chửi tôi, ông có nghe thấy không? Trương Đức Phóng không biết nói gì nữa, câu Từ Quang Lợi chửi Kiều Bằng Cử đó chỉ chẳng qua là buột miệng nói ra, nhưng Kiều Bằng Cử lại coi là thật, Trương Đức Phóng cười nói, hiểu lầm mà. Kiều Bằng Cử cười nói, hiểu lầm, Trương Cục, ông coi tôi là thằng điếc hay là thằng ngu? Trương Đức Phóng ngây ra đó, chuyện hôm nay quả thật là khó mà thu xếp cho ổn được. Kiều Bằng Cử nói, tôi vốn cho rằng Trương Dương khi dễ người ta. Nhưng hiện tại nhìn mới thấy, hắn căn bản là để người khác khi dễ, Trương Cục, 12 giờ tối nay, mấy anh em chúng tôi chuẩn bị dựng nhà ở trung tâm thể dục mới, hoan nghênh cảnh sát đến duy trì trật tự. Nói xong câu đó, Kiều Bằng Cử nghênh ngang bỏ đi. Trương Dương không lên tiếng đi theo, Lương Thành Long là người đi sau cùng, gã nặn ra vẻ mặt khó xử với Trương Đức Phóng, lắc lắc đầu, tôi con mẹ nó phiền chết mất thôi,
sao tôi lại quen hai thằng bạn như thế này? Trương Đức Phóng ngây ra đó cho tới khi phân cục trưởng khu Ninh Võ Hạ Học Đông đi tới cạnh y, y mới hồi thần lại. Biểu hiện của Hạ Học Đông trong cả buổi tối hôm nay đều rất nhún nhường, thậm chí còn không lên tiếng nói câu nào, gã cũng không phải là kẻ ngốc, gã nhìn ra rằng tối nay tất cả những người tới đây đều là nhân vật có máu mặt, tùy tiện là người nào thì gã cũng không thể đối phó được. Hạ Học Đông thấp giọng nói, Trương cục, chuyện này. Trương Đức Phóng tức giận nói, ai con mẹ nó là Hàn Bang Quân. Hạ Học Đông ngây ra một chút, đồn trưởng đồn công an Vân Đông, con người cũng khá. Trương Đức Phóng nói, về sau loại chuyện này đừng có kéo tôi vào, cút đi được bao xa thì cút cho tôi. Từ Quang Lợi chửi Kiều Bằng Cử chỉ là buột miệng, sau chuyện y cũng hối hận, có điều Từ Quang Lợi cũng là nhân vật cứng rắn, đã trở mặt rồi thì y cũng không sợ chuyện. Nhìn thằng cháu ngoại mặt này ủy khuất, Từ Quang Lợi trong lòng lại nổi giận, đã từng nghe nói Trương Dương kiêu ngạo, hôm nay gã coi như là được nhìn tận mắt rồi, ở ngay nơi công cộng, Trương Dương dám tát cháu ngoại y, cùng với loại người này, y phải thế bất lưỡng lập. Nửa mặt của Lý Trường Phong bị đánh cho sưng vù, hắn ôm mặt, nhìn Từ Quang Lợi lắp bắp nói cậu, cháu con mẹ nó liều mạng với hắn. Từ Quang Lợi nhíu mày, tuy rằng y trong lòng rất căm tức, nhưng thằng cha này vẫn giả vờ bình tĩnh, đừng xung động. Xung động không giải quyết được vấn đề gì. Lý Trường Phong sắp khóc tới nơi rồi, còn không xung động được ư, hắn dám tát cháu kìa. Từ Quang Lợi hừ lạnh một tiếng nói, con mẹ nó tưởng mình giỏi lắm à, đây là Nam Thích, tao không tin chúng dám làm gì ghê gớm ở đây. Chương 533, xây tường 1. 12 giờ đêm hôm đó, trên con đường ở trước cửa lớn trung tâm thể dục mới ồn ào náo động, mấy chục dân công suốt đêm lao động hăng hái. Ở đối diện cửa công trường khẩn trương thi công. Những công nhân này tất cả đều đến từ tập đoàn phong dụ của Lương Thành Long. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đêm nay ở đối diện cửa lớn của trung tâm thể dục dựng tòa nhà hoạt động. Trương Đại Quan Nhân ngồi dưới đèn xem bản vẽ quy hoạch trông rất ra dáng, Kiều Bằng Cử đứng ở bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng xây dựng bận rộn. Lương Thành Long tự mình chỉ huy thi công, sau khi an bài thỏa đáng, đi tới bên cạnh bọn họ, hắn giọng nói, Trương Dương. Không dựng bản lâu nữa à? Trương Dương lắc lắc đầu nói, dựng bản lâu phí sức lắm, dựng bản phòng đi, tổng cộng 8 phòng, đúng trước mặt cửa lớn công trường. Lương Thành Long nói, ở giữa lưu lại cự ly 10 mét được không? Kiều Bằng Cử nói, nếu đã xây thì dứt khoát chặn luôn cửa lớn của họ đi. Trương Dương cười nói, thôi lưu lại cự ly 5 mét đi, để xe ô tô đủ đi vào là được rồi. Anh Kiều à, anh làm việc tuyệt tình quá, cứ như là có đại cửu ý. Kiều Bằng Cử tức giận nhìn hắn, thằng ôn cậu đừng có không đủ gan mà cứ đòi gây chuyện. Tôi giúp cậu đổ dầu vào lửa mà. Lương Thành Long vỗ vai Trương Dương, nói, người anh em, kiềm chế một chút, cẩn thận lại đốt cháy luôn mình đấy. Kiều Bằng Cử cười nói, bí thư Từ sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mấy người vừa cười cửa tán gẫu, xây dựng bên này làm tới khí thế ngất trời, bên kia công trường là một cảnh hoàn toàn khác, yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều người ghé tới cửa lớn xem náo nhiệt, bản phòng của Ủy ban Thể dục Thể thao dựng ngay trước cửa công trường, lần này còn tuyệt hơn, dứt khoát chiếm luôn mặt đường, đây căn bản không phải là xây nhà mà là bịt cửa. Nhân viên trực ban ở hiện trường thấy bất diệu, vội vàng chạy đi liên hệ với Lý Trường Phong. Lý Trường Phong vừa nghe thấy vậy liền hầm hầm nổi giận, thế này thì khi dễ người ta quá đáng, hắn trên giường ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa hét lớn, dùng máy ủi đẩy sập bản phòng của họ đi. Công trường trung tâm thể dục mới điều qua chiếc máy ủi đất tới, chuẩn bị hất đổ bản phong đang xây. Máy ủi đất còn chưa ra khỏi được cửa lớn thì Trương Dương đã chỉ huy một chiếc xe chở đất cỡ lớn chắn ở cửa lớn của công trường trung tâm thể dục mới. Khi Lý Trường Phong chạy tới hiện trường công trường thì hai bên đang ở trạng thái giằng co, một chiếc xe chở đất đang chắn ngang trước cửa lớn của họ, bịt kín cửa lại. Lý Trường Phong nhìn thấy Trương Dương đứng dưới đèn, hắn đẩy cửa xe lao lên, giận dữ hét, Trương Dương. Mày đừng khinh người quá đáng. Trương Dương cười nói, tao đã nhắc nhở mày từ trước rồi, mày lại không chịu giúp tao sửa bản lâu, vậy tao chỉ đành tự mình động thủ thôi. Lý Trường Phong nắm chặt quyền lại. Trương Dương khinh thường nhìn hắn một cái, nói, sao? Muốn động thủ à, tao khuyên mày hãy nghĩ cho kỹ đi, ngàn vạn lần đừng tự chuốc lấy đau đớn. Lý Trường Phong oán hận gật gật đầu, hắn xoay người nhìn lại, thấy xe hồng kỳ của ông cậu Từ Quang Lợi. Từ Quang Lợi là nhận được điện thoại của hắn nên tới đây, có điều kỳ lạ là Từ Quang Lợi chậm chạp không xuống xe. Từ Quang Lợi ngồi trong xe nhìn tình cảnh ở trước mặt, y nhìn thấy rất rõ ràng,
y không ngờ là Trương Dương thật sự dám chạy đến công trường của y xây nhà, bản phòng hoạt động ba gian đã được dựng thẳng trước cửa lớn của công trường. Người ta nói được làm được, Từ Quang Lợi lúc này ngược lại rất bình tĩnh, y bắt đầu nghĩ lại, chuyện hôm nay vì sao lại phát triển đến mức này, cháu ngoại Lý Trường Phong trêu chọc Trương Dương là mượn đề tài để nói chuyện của mình, tối nay lúc ăn cơm, y nhất thời không nén được giận là buột miệng chửi Kiều Bằng Cử. Đắc tội với con trai của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Từ Quang Lợi vốn nghĩ bọn họ cũng chỉ dọa vậy thôi, không ngờ người ta lại đã nói là làm, thật sự chạy tới công trường của y xây nhà. Ở Nam Tích, trước giờ đều là Từ Quang Lợi khi dễ người khác, nhưng hôm nay y cuối cùng cũng được nếm thử tư vị bị người khác khi dễ. Từ Quang Lợi cố gắng khống chế lửa giận trong lòng, y bắt đầu ý thức được bối cảnh và thực lực của đám người này. Chuyện đã lớn tức mức này, y căn bản không thể khống chế được. Từ Quang Lợi nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc rồi mới ấn số gọi điện thoại cho đại ca của y. Giọng nói của Từ Quang Nhiên dày vẻ không vui, y vốn ngủ không được ngon, khó khăn lắm mới ngủ say được thì lại bị cú điện thoại của thằng em làm tỉnh giấc. Nhưng khi Từ Quang Nhiên nghe xong những gì mà Từ Quang Lợi nói, y liền trở nên trầm mặc. Từ Quang Lợi hậm hực nói, đại ca, hắn căn bản không để vị bí thư ủy như anh vào mắt. Từ Quang Nhiên không hề tức giận, y đi dép vào rồi xuống giường, đi đi lại lại ở trong phòng mấy bước. Trương Dương không phải là kẻ ngốc, biết rõ hành vi này sẽ chọc giận mình, nhưng hắn vẫn làm vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Từ Quang Nhiên rất nhanh liền nghĩ ra, Trương Dương là biết khó mà lui, thân là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao, chuyện vận hội tỉnh hắn bụng làm dạ chịu. Trương Dương rõ ràng không muốn gánh vác trách nhiệm này, nhưng vị trí của hắn hiện tại lại quyết định hắn phải giơ đầu ra mà gánh, cho nên Trương Dương đã nghĩ một chiêu này, hắn muốn chọc giận mình, nếu giận dữ xuống tay đối với hắn, thằng ôn này vừa hay có thể thuận dốc xuống lừa, thành công vứt bỏ cái gánh nặng vận hội tỉnh này, nếu mình nhìn cục tức này. Thanh danh của hắn ở trong thể chế Nam Thích cũng sẽ bởi vì vậy mà được xác lập. Thằng ôn này tính toán hay lắm. Từ Quang Nhiên không tin Trương Dương dám cả gan khiêu chiến quyền uy của mình, y cho rằng sau lưng Trương Dương nhất định có người chống lưng cho hắn, nếu không thì hắn cũng sẽ không dám làm lớn chuyện như vậy, làm một cách tuyệt tình như thế. Bí thư thị ủy dù sao cũng là bí thư thị ủy, suy nghĩ vấn đề so với người bình thường thì sâu xa hơn nhiều. Từ Quang Nhiên đầu tiên nghĩ tới Hạ Bá Đạt, nhưng y rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này, Hạ Bá Đạt căn bản không thể chống lưng được cho Trương Dương. Căn cứ vào tình huống mà thằng em mình phản ảnh, gây sự không chỉ có Trương Dương, còn có cả Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long, Từ Quang Nhiên bỗng nhiên nhớ tới người lúc trước đưa Trương Dương tới Nam Thích là thư ký trưởng Diêm Quốc Đào. Diêm Quốc Đào là trợ thủ đắc lực của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, chẳng lẽ người thực sự đứng sau lưng Trương Dương là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương ư? Từ Quang Nhiên càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Biến động nhân sự gần đây đã chứng minh Kiều Trấn Lương đang lợi dụng quyền lực trong tay y để làm ảnh hưởng tới kết cấu lãnh đạo của Lam Sơn và Nam Tích. Thường Lăng không được điều đến Nam Tích cũng không phải là ngẫu nhiên. Từ Quang Nhiên mơ hồ ý thức được bí thư Kiều có thể là có gì đó bất mãn với mình. Từ Quang Lợi ở đầu dây bên kia thấy đại ca mình mãi không nói gì, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi, đại ca, anh nói đi, rốt cuộc em phải làm thế nào? Từ Quang Nhiên nói, cậu bịt cửa lại, mở cửa lớn ở chỗ khác. Cái gì? Từ Quang Lợi quả thực không thể tin được vào tai mình. Từ Quang Nhiên không nói gì thêm nữa, gác điện thoại, đi đến phía trước cửa sổ, vén mảnh ra, nhìn ra bóng đêm yên tĩnh ở bên ngoài cửa sổ, tâm tình lại lên xuống như thủy triều. Từ Quang Lợi cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống, Lý Trường Phong đi tới bên cạnh y, lòng đầy căm phẫn nói, con mẹ nó khi dễ người ta quá, không ngờ lại dám bị cửa của chúng ta lại, cháu con mẹ nó phải liều mạng với chúng. Từ Quang Lợi tràn ngập oán độc nhìn về phía bọn Trương Dương, tuy rằng không nhìn rõ vẻ mặt của bọn Trương Dương, Kiều Bằng Cử, nhưng Từ Quang Lợi tưởng tượng được, giờ phút này bọn họ nhất định đang rất đắc ý. Cậu, Lý Trường Phong lớn tiếng thúc giục y mau chóng hạ quyết định. Từ Quang Lợi cắn cắn môi, gian nan nói ra một câu, bịt cửa lớn lại, mở cửa khác ở phía đông. Lý Trường Phong nhìn ông cậu với vẻ không thể tin được. Hắn vốn nghĩ rằng cậu mình sẽ tức sủi bọt mép sắn tay áo lên làm lớn một trận với bọn Trương Dương, nhưng không ngờ y lại lặng lẽ thu quân. Lý Trường Phong giận dữ nói cậu, chúng ta nếu nhận thua chúng, sau này làm sao mà lăn lộn ở Nam Tích nữa. Từ Quang Lợi thật ra cũng đầy một bụng tức, nhưng đại ca đã bảo y bịt cửa, y cũng chỉ đành làm theo thôi. Từ Quang Lợi nói, nhẫn nhất thời thì gió êm sóng lặng, lui một bước là trời cao biển rộng, chúng ta là người làm ăn, dĩ hòa vi quý. Việc gì phải tranh đua với người ta. Lý do của Từ Quang Lợi đến ngay cả bản thân y nói ra mà cũng không thấy thuyết phục. Lý Trường Phong nói cậu, chúng ta sợ gì hắn,
Đây là Nam Tích, cậu cả là. Từ Quang Lợi thở dài nói, chính cậu cả của mày bảo chúng ta phải làm như vậy, đừng nhiều lời nữa, quyết định vậy đi, lập tức triệu tập công nhân, bảo họ làm suốt đêm bịt cửa này lại, mở một cửa lớn khác ở phía đông. Lý Trường Phong tuy rằng không tình nguyện nhưng dù sao cũng phải nghe theo cậu. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, muốn đòi lại sĩ diện chỉ đành để sau hãng nói. Nhìn thấy phía Từ Quang Lợi triệu tập công nhân dùng gạch bịt cửa lại, Kiều Bằng Cử không nhịn được mà bật cười, gã nói với Trương Dương, nhìn thấy chưa, người ta quyết định làm con rùa rút đầu rồi. Lương Thành Long nói, không ngờ Từ Quang Lợi lại nhún nhường như vậy, người ta không tranh đấu với cậu nữa rồi. Vẻ mặt của Trương Đại Quan Nhân lúc này cũng không hề có vẻ đắc ý, hắn gãi gãi đầu nói, thật sự là nhịn được à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 533, xây tường 2. Lương Thành Long nói, sớm biết như vậy lúc trước sao lại làm thế, y phái người sửa lại nhà cho cậu cũng được mà. Kiều Bằng Cử ngáp một cái nói, chơi chả vui gì cả, tôi không ở cùng với hai tên điên các cậu nữa, về ngủ một giấc đây, ngày mai còn có một nghiệp vụ phải bàn. Gã đi được hai bước lại quay đầu lại nói với Trương Dương, đừng quên chuyện cậu đã đáp ứng tôi đấy. Trương Dương cười nói, yên tâm, tôi mai sẽ liên hệ giúp anh. Lương Thành Long từ trên mặt của Trương Dương thấy được vẻ mất mát, một trận thắng lợi dễ dàng như vậy rõ ràng là không khiến Trương Đại Quan Nhân cảm thấy hưng phấn. Thật ra chuyện này không khó lý giải, Trương Dương sở dĩ dày vào người thành vậy, mục đích chính là muốn chọc giận Từ Quang Nhiên, như vậy có thể ném củ khoai lang nóng phỏng tay vận hội tỉnh đi. Nhưng Từ Quang Lợi lại lựa chọn né tránh, một đòn của Trương Đại Quan Nhân đánh vào khoảng không, một loạt những hành động tiếp theo đã được chuẩn bị trước của hắn còn chưa kịp đánh ra. Lương Thành Long nói, xem ra Từ Quang Lợi không định chơi cùng cậu rồi. Trương Dương thở dài nói, thật hy vọng y là một người cứng cỏi. Lương Thành Long nói, muốn gây chuyện cũng không nên kéo Kiều Bằng Cử vào, cậu kéo gã vào, chuyện sẽ trở nên phức tạp, người khác tự nhiên sẽ nghĩ đến Bí Thư Kiều, Bí Thư Tự ở trước mặt Bí Thư Kiều thì chỉ có nước cúi đầu cong lưng thôi. Trương Dương nói, tôi có một loại dự cảm, vận hội tỉnh khẳng định sẽ rơi xuống đầu tôi. Lương Thành Long nói, tôi cũng nghĩ như vậy, Từ Quang Lợi cũng không phải là dạng tốt tình, chuyện tối nay, y khẳng định sẽ bẩm báo lên Bí Thư Tử, chú ý bịt tường là có 89 phần 10 là Bí Thư Tử nghĩ ra, cậu có khệnh hơn nữa thì cũng chỉ là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao, nơi này là Nam Thích, Bí Thư Tử có quyền lên tiếng tuyệt đối, cậu cho rằng chọc giận y xong, y sẽ đối phó với cậu, như vậy cậu có thể nhân cơ hội chuyển sang nơi khác ư. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Lương Thành Long, anh cũng hiểu tôi nhỉ. Lương Thành Long nói, lúc ban đầu, tôi thật sự bị cậu lừa, cho rằng cậu thật sự muốn làm lớn một trận ở Nam Thích, muốn gánh vác tổ chức vận hội tỉnh, nhưng khi cậu ra tay đối phó với Từ Quang Lợi tôi liền phát hiện được bản tính như ý của cậu, hiện tại xem ra cậu căn bản không muốn ở lâu tại Nam Thích, ngồi chưa nóng đít đã muốn đi rồi. Trương Dương thở dài nói, thật ra tôi vừa tới Nam Thích cũng tính yên tĩnh một đoạn thời gian, vốn chức Ủy ban Thể dục Thể thao là một cái chức nhàn nhã, đối với tôi mà nói quá độ giữa đường là một chuyện tốt. Nhưng không lâu sau tôi liền phát hiện cái chức chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao này cũng không dễ làm. Lương Thành Long không nói gì, nhìn cửa lớn của công trường đã bị bịt một nửa. Trương Dương nói, Bí Thư Từ cũng không hoan nghênh tôi tới đây, từ lúc ban đầu đã tách tôi ra khỏi đảng chính rồi, đây cũng không tính là việc gì lớn. Nhưng về sau tôi lại phát hiện chức chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tuy rằng không có thực quyền gì, nhưng về sau nhất định sẽ là người phải gánh tiếng xấu. Lương Thành Long nói, dùng mông để nghĩ cũng hiểu mà, hiện tại tài chính Nam Tích gặp khó khăn, nào có nhiều tiền dư như vậy để làm vận hội tỉnh, đại hội thể dục thể thao không làm tốt thì sao? Đương nhiên muốn bắt chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ra khai đao, cậu không muốn chịu tiếng xấu, cho nên liền tìm cách chọc giận Từ Quang Nhiên, muốn để y đá cậu ra khỏi Nam Tích. Trương Dương nói, tôi thật sự không ngờ lòng dạ của Bí Thư Từ lại rộng rãi như vậy. Lương Thành Long nói, cậu không nên kéo Kiều Bằng Cử vào cục diện này, có gã nhúng vào, người khác sẽ nghĩ tới nhân tố của Bí Thư Kiều, tôi thật sự không hiểu, cậu sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Trương Dương nói, tôi không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, cũng không muốn đi như vậy, trong lòng thật sự rất mâu thuẫn. Lương Thành Long nói, hiện tại người ta không so đo với cậu tính sao đây? Đắc tội với Từ Quang Nhiên là chắc chắn rồi, y nhìn cậu nhất thời, không có nghĩ là nhìn cậu vĩnh viễn. Vận hội tỉnh chính là một cái hố sâu không thấy đáy, cậu chỉ cần hơi sơ ý, sẽ bị ngã vào trong, nói không chừng sẽ bởi vì vậy mà kết thúc sinh nhai chính trị đó. Trương Dương nói, Từ Quang Nhiên bài xích tôi,
là vì y thấy tôi là cán bộ mà Hạ Bá Đạt đề bạt, y coi tôi thuộc phái hệ của Hạ Bá Đạt. Lương Thành Long cười nói, tôi biết là cậu không phải, Hạ Bá Đạt cũng biết cậu không phải, nhưng Bí Thư Từ lại không nghĩ như vậy. Trương Dương nói, những chuyên gia chơi chính trị đều có thói quen này, thường thường sẽ chia quan viên hạ cấp ra làm hai loại, người của ta và người của hắn. Lương Thành Long nói, Từ Quang Nhiên khẳng định sẽ không coi cậu là người của mình. Trương Dương nói, tôi đánh giá thấp sự nhẫn nại của Bí Thư Từ rồi, xem ra rất khó thoát thân. Lương Thành Long cười nói, chuyện àm tôi có thể nhìn thấu, y đương nhiên cũng có thể nhìn thấu, cậu dính vào nhiều phiền phức như vậy, khi dễ em trai của y liệu có tha cho cậu được không? Đừng có nằm mơ, tôi nghĩ y sẽ từ từ thu thập cậu ở Nam Tích. Thằng ôn cậu trong lòng không vững tâm, cho nên kéo Kiều Bằng Cử vào, khiến lão Từ nghĩ rằng chỗ dựa sau lưng cậu chính là Bí Thư Kiều. Trương Dương nói, tôi hiện tại trong lòng rất vững. Lương Thành Long kinh ngạc nhìn hắn, hỏi thật ư? Trương Dương gật đầu, nói thật, tôi sẽ định làm tiếp, sẽ thật thà làm tốt vận hội tỉnh. Lương Thành Long nói, khó lắm. Trương Dương, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, sáng mai tôi phải đi tìm Bí Thư Từ. Đi giải thích à? Trương Dương lắc lắc đầu nói, đòi quyền. Quan chức càng cao, lòng dạ càng thâm sâu, khi Trương Dương tìm tới Từ Quang Nhiên, đã thể hội được hết hàm nghĩa chân chính của những lời này. Vốn Trương Dương đã chuẩn bị bị sập cửa vào mặt, nhưng không ngờ Từ Quang Nhiên lại đón tiếp hắn rất vui vẻ, chẳng những gặp hắn, hơn nữa vẻ mặt của Bí Thư Từ giống như gió xuân thổi vào mặt vậy, đối đãi với Trương Dương ấm áp giống như mùa xuân. Từ Quang Nhiên nói, Tiểu Trương à, tôi cũng đang muốn tìm cậu đây. Trương Dương cười nói, Bí Thư Từ, có chuyện gì xin cứ phân phó. Từ Quang Nhiên cười tủm tỉm nhìn Trương Dương, trong lòng thì lại có chút căm tức, hảo tiểu tử, mày biến pháp chọc giận tao. Nếu như mày đã bất nhân thì đừng có trách tao bất nghĩa, Từ Quang Nhiên nói, vẫn là chuyện vận hội tỉnh. Trương Dương nói, tôi đang tích cực chuẩn bị, bước đầu tiên muốn khiến cho chiêu bài của vận hội tỉnh thật vang dội, trước tiên tạo ra thanh thế và ảnh hưởng. Từ Quang Nhiên nói, tôi không phải muốn nói tới chuyện này, tháng 10 sang năm vận hội tỉnh sẽ khai mạc, bởi vì lúc trước chúng tôi nắm không đủ vững công tác của phương diện này, cho nên trong việc xây dựng công trình có chút chậm chạp. Trương Dương thầm nghĩ. Việc xây dựng trung tâm thể dục mới chậm như vậy là vì ông dùng người không khách quan, để em trai mình nhận thầu công trình, công ty xây dựng thế kỷ mới căn bản không có loại thực lực này. Nhưng Trương Dương không rõ vì sao Từ Quang Nhiên lại nói với mình những lời này, chẳng lẽ là vì chuyện mình xung đột với Từ Quang Lợi ư? Trương Dương nói, Bí Thư Từ, Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi cũng không tham dự vào thi công xây dựng, chuyện này tôi cũng không có biện pháp nào cả. Từ Quang Nhiên nói, thời gian cấp bách quá. Vài thường ủy chúng tôi đã thảo luận một chút, nhất định phải nắm vững việc xây dựng trung tâm thể dục mới, nếu không thì khó mà hoàn công đúng hạn. Trương Dương nói, công trình là công ty xây dựng thế kỷ mới làm, bọn họ trên quản lý có thể có chút vấn đề. Trước mặt Từ Quang Nhiên chỉ ra công ty của em trai y tồn tại vấn đề về quản lý. Trương Dương rõ ràng đang khiêu khích quyền uy của y. Từ Quang Nhiên vẫn không hề tức giận, vẻ rộng lượng mà y thể hiện ra khiến Trương Dương bội phục vô cùng. Người mà có thể làm được tới mức này, trừ phi là đại hiền đức, nếu không thì là kẻ đại gian, đương nhiên Trương Dương không phải là nói Bí Thư Từ là đại gian thần, mà cho rằng lòng dạ của y sâu không thể lường. Từ Quang Nhiên nói, cho nên ta muốn để cậu tham dự vào việc thi công thực tế. Trương Dương ngây ra, hôm nay hắn tới vốn là muốn để đòi quyền thi công, không ngờ hắn còn chưa kịp đề xuất, mà Từ Quang Nhiên đã chủ động trao quyền cho hắn. Trương Đại Quan Nhân lúc này cuối cùng cũng biểu hiện ra một chút khiêm tốn. Hắn lắc lắc đầu nói, Bí Thư Từ, tôi sợ là khó có thể gánh vác được. Từ Quang Nhiên nói, thân là một cán bộ trẻ tuổi, phải có dũng cảm gánh vác trách nhiệm, trung tâm thể dục mới Nam Tích so sánh với sân bay mới của Giang Thành, công trình nào lớn hơn. Cậu có thể làm tốt công tác chỉ đạo sân bay mới Giang Thành, trung tâm thể dục mới nhất định không có vấn đề. Trương Dương nói, Bí Thư Từ, tôi chính là trong việc xây dựng sân bay mới Giang Thành để xảy ra vấn đề. Cho nên Bí Thư Đỗ mới thu hồi quyền chỉ huy của tôi. Ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó, lần này vừa hay là cơ hội để cậu chứng minh mình, chỉ cần thành công xây dựng được trung tâm thể dục mới, có thể chứng minh với mọi người năng lực của cậu, cũng có thể để Bí Thư Đỗ của Giang Thành nhìn thấy, anh ta để một cán bộ có năng lực như cậu đi là điều đáng tiếc, ha ha ha. Từ Quang Nhiên cười sang sảng, nhưng Trương Dương ở trong làm lại cảm thấy lạnh toát cả người, Từ Quang Nhiên từ lúc ban đầu đã không muộn cho hắn quyền lực, tới hiện tại lại trao cho hắn trọng trách nặng nề, trong thời gian ngắn ngủn mà thay đổi nhiều như vậy,
Nguyên nhân chỉ có một, quyền lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Bí thư Từ đã ý thức được công trình trung tâm thể dục không thể kéo dài được nữa. Nếu không thay đổi được hiện trạng, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, có vấn đề thì sẽ có người phải gánh trách nhiệm. Chương 533, xây tường 3. Trương Dương ý thức được Từ Quang Nhiên đang không ngừng gia tăng trách nhiệm cho hắn, chung quy có một ngày sẽ hoàn thành một kích chí mệnh của y. Trương Dương nói, thị lý không phải đã ký hợp đồng với thế kỷ mới ư. Từ Quang Nhiên nói, hợp đồng có thể thay đổi, tiến độ thi công của bọn họ khiến tôi rất không hài lòng, có thể suy nghĩ để công ty xây dựng khác gia nhập, xây dựng đồng bộ, cố gắng nửa đầu sang năm hoàn thành toàn bộ công trình trung tâm thể dục mới. Trương Dương nói, chỉ cần thị lý trả thù lao thống khoái, tất cả đều dễ làm thôi. Từ Quang Nhiên nói, tình trạng tài chính của thị lý hiện tại cậu cũng không phải không biết, Trương Dương, tôi sở dĩ giao chuyện trọng yếu như vậy cho cậu cũng là vì coi trọng năng lực của cậu. Chuyện năm đó cậu đặt kế hoạch xây dựng sân bay mới Giang Thành mọi người đều biết, bản sự chiêu thương dẫn tư của cậu là quá rõ ràng, tin rằng lần này cậu cũng sẽ không khiến tôi thất vọng. Trương Dương trong lòng thầm nghĩ, Từ Quang Nhiên à Từ Quang Nhiên, ông là muốn đào một cái lỗ to để tôi nhảy vào. Từ Quang Nhiên mỉm cười nhìn, thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc, mày không phải là thích nhảy ư. Ta để mày chính thức nhảy cho tao xem, muốn chọc giận tao à, muốn đùn đẩy trách nhiệm à. Không có cửa đâu, mày không phải là muốn quyền lực ư. Tao cấp cho mày đây, không tin không đè chết được mày. Trương Dương nói, bí thư Từ, tôi sợ tôi không lo được nhiều chuyện như vậy. Từ Quang Nhiên cười nói, đừng khiêm nhường, nhân lúc còn trẻ tuổi làm chút chuyện cho nhân dân đi, thành tích trước đây của cậu tôi đã nhìn thấy rồi, hy vọng cậu ở Nam Tích có thể làm ra nhiều chuyện hơn so với ở Giang Thành, thân là lãnh đạo của cậu, trách nhiệm của tôi chính là kích phát tiềm năng của các cậu. Để cậu có bao nhiêu sức thì sử dụng ra hết bấy nhiêu sức. Trương Dương nửa nói đùa, bí thư Từ, ngài thâm quá rồi. Từ Quang Nhiên mỉm cười nói, muốn chống văng phải dùng dùi to mà gõ, làm cho tốt vào, tôi rất xem trọng cậu đó. Trương Dương nói, muốn bắt ngựa chạy nhưng lại không cho ngựa ăn no, người làm lãnh đạo các ông đều như vậy. Từ Quang Nhiên cười ha ha nói, chờ cậu lên tới vị trí của tôi rồi, cậu cũng sẽ đối đãi với cấp dưới như vậy, tiểu Trương à. Chuyện trung tâm thể dục mới tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ sửa lại hợp đồng lúc trước, để công ty xây dựng thế kỷ mới tiếp tục chịu trách nhiệm xây dựng sân thể dục chính, dưới tiền để đảm bảo chất lượng thi công, nắm tốt chuyện này, còn những sân khác và cảnh quan bên ngoài thì có thể tiến hành đấu thầu một lần nữa, tôi giao tất cả những quyền lực này cho cậu. Từ Quang Nhiên đã nói tới nước này, đã không còn đường cho Trương Dương cự tuyệt nữa rồi. Trương Dương cuối cùng cũng hiểu, kế hoạch mình chọc giận Từ Quang Nhiên coi như sôi hỏng bỏng không rồi. Từ Quang Nhiên đào cho hắn một cái hố to, thuận nước đẩy thuyền đẩy hắn xuống, vận hội tỉnh nếu làm thành công thì còn dễ nói, nếu xảy ra vấn đề, người đầu tiên mà Từ Quang Nhiên lôi ra trách tội sẽ là hắn. Trương Đại Quan Nhân là người có gan đối diện với hiện thực, nếu biết đã không có đường lui, hắn sẽ biết khó mà lên, tự tìm ra một con đường, chỉ cần chuyện mà Trương Đại Quan Nhân muốn làm, không có gì là không làm được. Lúc Trương Dương rời khỏi thị ủy, ở bãi đỗ xe gặp Từ Quang Lợi cũng vừa dừng xe. Từ Quang Lợi và Trương Dương nhìn nhau, không ai nói gì, Từ Quang Lợi hiện tại đối với Trương Dương có thể nói là hận thấu xương, ngay cả chào hỏi cũng không muốn. Biểu hiện của Trương Dương lúc này lại khá rộng rãi, chủ động chào Từ Quang Lợi, Từ Tổng, đến tìm bí thư Từ à. Từ Quang Lợi lạnh lùng ừ một tiếng. Trương Dương nói, đi mau đi, bí thư Từ muốn tìm ông có chuyện quan trọng đấy. Từ Quang Lợi không biết Trương Dương nói những lời này là có ý gì. Mang theo vẻ mê hoặc đi tới văn phòng của bí thư thị ủy. Từ Quang Lợi trước khi gặp đại ca y, ngàn vạn lần không ngờ rằng đại ca gọi y tới đây là để nói với y rằng muốn thay đổi hợp đồng xây dựng trung tâm thể dục mới. Từ Quang Lợi lớn tiếng nói, vì sao? Từ Quang Nhiên lạnh lùng nói, vì sao ư? Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi vì sao à? Cậu nhìn tiến độ công trình của mình xem, còn không tới một năm nữa mà sân vận động chính còn chưa xây xong, thế lắp đặt thiết bị hậu kỳ thì làm thế nào? Từ Quang Lợi nói, đại ca, tài chính thị lý không theo kịp, giữa đường xảy ra chút vấn đề, cho nên mới chậm trễ, có điều em đảm bảo trước tháng 9 có thể hoàn công toàn bộ. Từ Quang Nhiên nói, ai biết được cậu sau này có để xảy ra vấn đề gì không? Trên hợp đồng đã viết rõ ràng rồi, trước tháng 11 năm sau phải hoàn công, cậu căn bản là không làm kịp. Từ Quang Lợi nói, em có thể án chiếu theo hợp đồng mà bồi thường. Từ Quang Nhiên nói, bồi thường thì có ích lợi gì? Làm chậm trễ tiến độ sân thể dục, cậu gánh được trách nhiệm này không? Làm ăn thì đừng có tham quá, tôi hiện tại nhìn rõ rồi,
cậu căn bản là không có thực lực lo công trình lớn như vậy, miễn cưỡng ngồi tiếp đối với cậu cũng không có ích lợi gì, hiện tại cậu chuyên tâm làm cho tốt công trình sân vận động chính đi, tiền tuy kiếm ít một chút, nhưng dẫu sao cũng không phải chịu mạo hiểm lớn. Từ Quang Nhiên nghĩ vô cùng chu toàn, với tiến độ trước mắt của công ty xây dựng thế kỷ mới, căn bản không thể hoàn công theo kỳ hạn của hợp đồng, nếu không thể bàn giao công trình. Khẳng định sẽ có người lấy việc này ra để chọc ngoáy, lúc trước là nhờ có ý nên Từ Quang Lợi mới có thể nhận thầu hạng mục trung tâm thể dục mới, người khác sẽ nói y dùng người không khách quan, sẽ nói y chiếu cố người nhà, không xảy ra chuyện gì thì thôi, nhưng nếu xảy ra chuyện rồi, tất cả những điều này sẽ trở thành lý do để công kích y. Từ Quang Nhiên dự kiến trước những ảnh hưởng không tốt do chuyện này mang lại, y phải giải quyết ẩn hoạn này trước khi vấn đề lớn ra, thay đổi hợp đồng, ngoài mặt thì là khiến em trai gặp tổn thất, nhưng thật ra lại là bảo hộ y, cũng là bảo hộ chính mình. Đồng thời bảo hộ được phía mình lại có thể đẩy trách nhiệm này cho Trương Dương, nếu như Trương Dương không làm được chuyện này, mình sẽ có đủ lý do để tiến hành trừng phạt hắn. Ở Nam Tích, Từ Quang Nhiên có thể cho người khác nắm quyền lực, cũng có thể trong một đêm thu hồi lại toàn bộ quyền lực. Lời nói của y có quyền tuyệt đối. Những gì mà Từ Quang Nhiên nghĩ, Từ Quang Lợi không hiểu được, y cho rằng đại ca của mình là dưới áp lực của Trương Dương nên lựa chọn nhún nhường. Từ Quang Lợi giận dữ nói, đại ca, anh là bí thư thị ủy, Trương Dương hắn chỉ là một thằng trẻ con nhảy nhót lung tung, em thật sự không hiểu, anh cố kỵ cái gì. Hắn tối hôm qua ở trước cửa lớn công trình của em xây nhà, ở mặt ngoài là nhằm vào em, nhưng trên thực tế là không nể mặt anh. Y căn bản không quan tâm tới vị bí thư thị ủy là anh chẳng những không ra mặt trừng phạt hắn, ngược lại còn bảo em đổi cửa, đại ca, chuyện này sẽ thành trò cười cho người ta mỗi lúc rỗi rãi nói chuyện. Từ Quang Nhiên nói, tôi giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới giao cho Trương Dương, về sau hắn chính là lãnh đạo thượng cấp của cậu. Từ Quang Lợi lớn tiếng nói, hắn xứng sao? Chỉ là một tên lưu manh mà thôi, không biết kiếp trước tu được gì mà có thể ngồi lên vị trí hiện tại. Đại ca! Anh không thể thả lỏng hắn như vậy được, anh càng nể mặt hắn, hắn càng không biết trời cao đất rộng là gì. Từ Quang Nhiên nói, đủ rồi, cậu đừng có cả ngày chỉ biết bới móc khuyết điểm của người ta, cậu hãy nhìn lại chính mình đi, tôi có cho cậu cơ hội không? Công trình trung tâm thể dục mới lớn như vậy tôi cũng giao cho cậu nhìn lại xem hiện tại cậu làm thành cái gì. Toàn bộ Nam Tích, ai chẳng biết cậu là em trai tôi là bí thư thị ủy thành phố Nam Tích có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi. Cậu là em trai của tôi, cậu cũng bị chú ý như vậy, cho nên cậu phải làm tốt công trình, để người khác thấy là cậu thực sự có thực lực này chứ không phải là nhờ tôi mà nhận được công trình. Nhưng cậu lại làm ngược lại, không những không khiến tôi mở mày mở mặt mà ngược lại còn khiến tôi mất mặt, cậu cả ngày nói tôi phải tin cậu, nhưng cậu có tư cách gì để tôi tin cậu? Tiếp tục giao công trình cho cậu làm, tới khi vận hội tỉnh bắt đầu chỉ sợ là ngay cả khán đài cũng chưa có, công trình hình tượng của chính phủ không phải là chuyện đùa, làm công trình khác. Cậu sai hẹn cùng lắm là bồi thường chút tiền, nhưng loại công trình này nếu cậu làm không kịp sẽ phải gánh trách nhiệm lớn, đừng cảm thấy tôi là anh hai của cậu thì có thể bảo vệ được cậu. Quang Lợi, cậu tỉnh lại đi, mắt đừng có chỉ nhìn chằm chằm vào tiền, phải biết cách nhìn về phía trước, chỉ có nhìn xa thì sinh ý mới có thể càng làm càng lớn. Làm người, làm sinh ý hay làm quan kỳ thực đều phải theo đạo lý này, người không lo xa thì tất gặp phiền gần. Từ Quang Lợi nghe xong những lời này, cả người như quả bóng xì hơi. Một lúc sau mới nói anh, nhưng tên hỗn đản Trương Dương đó quá ngông nghênh, anh hoàn toàn có thể không dùng hắn mà. Từ Quang Nhiên nói, hắn không phải thấy mình có năng lực ư. Tôi sẽ cho hắn một cơ hội để thể hiện, nếu hắn thật sự không có bản sự đó thì lần này tự chuốc lấy nhục thôi. Chương 534, sâu thịt 1. Trương Dương ngồi bên cạnh hồ bơi, nhìn Hải Lan và Hồ Nhân như mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại trong làn nước trong suốt, Trương Đại Quan Nhân rất thích loại cảm giác này. Lúc đang chuẩn bị xuống nước chơi đùa cùng hai người, thì Lương Thành Long gọi điện thoại đến, đặc biệt báo cáo với hắn tin tức 8 căn phòng đã dựng xong. Trương Dương nói, không cần, kêu đập đi. Lương Thành Long nghe thấy câu này thiếu chút nữa đã giận đến nổi nổ tung phổi ra, mẹ kiếp, cậu đang giỡn mặt với tôi đó à? Hơn nữa đêm tôi lôi công nhân đến dựng nhà cho cậu, thức đêm làm giúp cậu lại không muốn, không phải là có bệnh sao? Trương Dương nói, có đạo lý nào tự mình lắp cửa lớn nhà mình không? Lương Thành Long vừa nghe liền sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Lúc này Trương Dương mới đem chuyện Từ Quang Nhiên ủy quyền cho mình nói ra, bây giờ công trình trung tâm thể dục mới là do hắn phụ trách, mấy căn nhà kia không thể làm lấp đường ra vào được nữa. Thân là thương nhân, trong vấn đề làm ăn thì cái mũi của Lương Thành Long lúc nào cũng rất nhạy bén cả,
hắn lập tức nắm bắt ngay thời cơ bên trong. Lương Thành Long nói, cậu phụ trách công trình trung tâm thể dục mới, thành phố có thay đổi hợp đồng công trình không? Trương Dương nói, đổi. Bí thư Từ lo rằng bên Tân Thế Kỷ không cách nào hoàn thành toàn bộ công trình trước kỳ hạn, cho nên đã để cho tôi tiếp nhận chuyện này, ngoại trừ chủ sân thể dục ra, các khu khác cũng đang chuẩn bị gọi thầu bên ngoài. Lương Thành Long kích động kêu lên, còn gọi cái rắm gì nữa, tôi nhận cho. Trương Dương nói, cần có chút chi phí đó. Lương Thành Long nói, chút chi phí đó tôi lo. Trương Dương thật ra đã sớm tính toán rồi, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, chuyện này đương nhiên là cho Lương Thành Long rồi, nhưng mà hắn không nắm chắc rằng Lương Thành Long có nguyện ý bỏ vốn hay không, không ngờ rằng Lương Thành Long lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Trương Dương nói, cậu suy nghĩ kỹ đi, tài chính của Nam Tích rất khẩn trương đấy. Lương Thành Long nói, khẩn trương cũng không sợ, từ Quang Lợi có thể lấy được tiền, tôi cũng có thể lấy được. Tôi chỉ bỏ ra một phần tài chính, Kiều Bằng Cử không phải cũng làm đầu tư sao, tôi mời hắn đến luôn, tôi không tin rằng, lão tử dám thiếu tiền của hắn đó. Trương Dương cười ha hả, gian thương đúng là gian thương, Lương Thành Long suy nghĩ mọi chuyện rất chu đáo, Trương Đại Quan Nhân cho Lương Thành Long một lời bình, mưu cầu lợi ích, cậu đúng không phải là thứ tốt gì. Lương Thành Long nói, cậu có thể sử dụng Kiều Công Tử, vì sao tôi không thể dùng, cậu quan tâm đến quan chức, còn tôi quan tâm đến tiền bạc. Không có tiền thì tôi làm sao mà xây nhà cho cậu, không có tiền thì làm sao mà dựng biệt thự cho cậu rồi để cho cậu mượn vào ở. Trương Đại Quan Nhân nói, con mẹ nó đúng là thực tế thái quá. Lương Thành Long, nếu cậu còn nói đến chuyện này nữa thì tôi sẽ không trả nhà đâu đấy. Bên Lương Thành Long cũng bật cười ha hả, bạn thân, chúng ta nói thật nhé, tập đoàn Phong Dụ của tôi trong giới kiến trúc Bình Hải cũng có danh tiếng khá nổi đấy, Tân Thế Kỷ của Từ Quang Lợi không cách nào so sánh với tôi được đâu. Bây giờ bên cảng nước sâu tạm thời nghỉ ngơi, công trình lớn như vậy, nếu như muốn làm xong vậy thì không biết tiền đến năm nào tháng nào mới có, trung tâm thể dục mới này thì lại không giống, chỉ cần làm thỏa đáng, thì có thể kiếm được một vố, mà con đường này cậu nhất định phải cho tôi. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, tôi giàu lên rồi cũng không quên chỗ tốt cho cậu đâu. Trương Dương cười nói, được rồi, cậu đừng có ở đây mà phô trương bản thân ra, tôi không cần chỗ tốt, cậu chỉ cần làm tốt công trình là được rồi. Như vậy đã là không làm thất vọng tôi, tiền nên lấy ngoài sáng, những chuyện như ăn bớt nguyên vật liệu thì không cần làm. Lương Thành Long nói, cậu yên tâm đi, sự kiện sân thể dục Đông Giang vẫn còn gây xúc động lớn cho tôi, bây giờ tôi làm ăn rất chân chính, mấy đồng tiền trái với lương tâm tôi sẽ không kiếm đâu. Trương Dương nói, bề ngoài thì bí thư Từ giao quyền cho tôi, nhưng thật ra là muốn đẩy tôi ra làm chốt. Lương Thành Long cười nói, cậu nghĩ cái gì vậy? Bí thư Từ người ta bụng tể tướng có thể chống được cả thuyền đấy, một chút sóng gió của cậu, người ta căn bản là không quan tâm đâu. Trương Dương nói, có quan tâm hay không thì cũng chỉ có một mình ông ta hiểu rõ. Lương Thành Long nói, cậu bây giờ càng ngày càng giống một âm mưu gia. Tôi bắt đầu có chút hiểu ý của cậu rồi, lần này cậu xử Từ Quang Lợi hẳn là đã suy nghĩ đến hậu quả. Trương Dương cười nói, đừng nghĩ tôi bí hiểm như vậy, con người của tôi thích đi ngay đứng thẳng. Lão Từ đột nhiên trở nên hùng hồn, đưa cho tôi nhiều quyền lực như vậy, cho nên bây giờ tôi càng phải cẩn thận hơn nữa. Cậu tiếp nhận công trình trung tâm thể dục mới, nhất định phải làm cho sạch sẽ, nếu như làm tốt, tôi nhất định có thể thu xếp chuyện này ổn thỏa. Lương Thành Long nói, cậu sợ ổng mượn chuyện này để nắm đuôi của cậu sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như tôi làm cái đại hội lần này thành công, thì trên mặt ông ta sẽ có ánh sáng, còn nếu thất bại, thì ông ta khẳng định sẽ tính nợ mới nợ cũ với tôi một lần luôn. Đến lúc đó, tôi sợ rằng không chịu nổi nhiệt. Trương Dương đã nhìn nhận sự việc rất rõ ràng. Lương Thành Long thở dài nói, đường là do cậu chọn, nếu như không ném củ khoai lang phỏng tay này đi, vậy thì phải nghĩ biện pháp ăn nó thôi, cẩn thận một chút, coi chừng phỏng miệng đấy. Trương Dương cúp điện thoại, đứng dậy đi đến cạnh hồ bơi vươn hai tay ra, Hải Lan bơi đến gần hất nước lên người hắn, nước có chút lạnh. Trương Dương nói, hai người không sợ lạnh sao? Hồ Nhân Như cười hì hì nói, ít nhiều gì cũng là nhờ công phu mà anh dạy cho bọn em, lúc vừa mới xuống thì có chút lạnh, bơi một hồi thì không còn thấy gì nữa. Trương Dương nói, nếu không lạnh, vì sao lại còn mặc quần áo? Bơi khỏa thân không phải là càng thoải mái hơn sao? Hải Lan nói, giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò lưu manh sao? Trương Dương cười tủm tỉm nói, bơi khỏa thân thoải mái. Chúng ta cùng nhau cảm thụ một chút, thằng nhãi này bắt đầu cởi đồ không chút hoang mang. Hải Lan và Hồ Nhân Như nhìn thấy đường cong tráng kiện trên thân thể của hắn dưới ánh mặt trời chói rọi,
mặt cười không khỏi đỏ lên. Trương Dương dùng một động tác duyên dáng nhảy cái ùm vào nước, anh đến đây. Chương 534, sâu thịt 2. Trương đại quan nhân đúng là không chút nào thành thật cả, từ khi hắn tiến vào trong hồ bơi, dưới gợn nước nhộn nhạo, bọt nước tung tóe bốn phía, thì hai mỹ nhân Ngư Hải Lan và Hồ Nhân Như liền bị thằng nhãi này giở trò quấy rối. Áo tắm trên người hai cô đương nhiên là khó có thể may mắn thoát được kiếp số rồi. Lúc hai người lên bờ, cả hai đều thở dốc không thôi, hai gò má đỏ bừng, phủ khăn tắm lên người mà quay lại đá nước về hướng của Trương Dương dưới hồ. Hải Lan nhớ đến cảnh hồ đồ khi nãy của hắn, vừa yêu vừa hận, cầm lấy một cái phao cấp cứu ném về hướng Trương Dương. Trương Dương lắc đầu né qua, bơi một vòng tròn, nhỏ người lên, cười tủm tỉm nói, buổi tối chúng ta ăn đồ nướng bên cạnh hồ đi. Hồ Nhân Như cười nói, tốt, em đi chuẩn bị đồ. Trương Dương nói, trong tủ lạnh anh có mua thịt dê, cánh gà, trong ga ra có bếp lò, đúng rồi, đừng quên mang thêm hai bình rượu nha. Vân Hy Sơn Trang quả thật là một nơi vắng vẻ, bên Hồ Thiên Nga chỉ có ba người bọn họ, Trương Dương phụ trách nhóm lửa bếp lò, Hồ Nhân Như và Hải Lan thì phụ trách sâu thịt, Trương Đại Quan Nhân làm xong việc của mình rồi, đi đến bên cạnh hai người hỗ trợ, thấy hai người sâu thịt quá chậm. Trương Dương nói, rốt cục đúng là không có kinh nghiệm, sâu thịt cũng là một môn học vấn đấy. Hải Lan nói, sâu thịt thì là học vấn cái gì? Trương Dương cười tủm tỉm nói, lúc đâm vào thịt, cần chú ý ổn chuẩn mạnh. Hải Lan vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên vai của hắn vài cái, em thật là tàn nhẫn, càng lúc càng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Trương Dương nhìn bộ dạng e thẹn của cô, trong lòng cực yêu, liền hôn một cái lên má của cô. Rồi quay qua ôm lấy Hồ Nhân Như hôn một cái, Hồ Nhân Như nói, đáng ghét, tay của anh toàn dầu mỡ, làm dơ quần áo của em hết rồi. Trương Dương cười nói, em đâu có chê anh dơ đâu. Hồ Nhân Như nói, anh không cho bọn em ăn sao. Hải Lan nói, đi qua một bên, đừng quấy rối, ngày mai em trở về Hong Kong rồi, để cho em một ấn tượng tốt đi. Trương Dương nói, vậy tối nay anh ăn nhiều dương tiên dương cầu, nhất định cho em một đêm khó quên. Hải Lan đỏ mặt nói, được rồi, nói chưa được hai câu thì lại bắt đầu nói bậy, anh bây giờ đúng là tinh trùng lên não rồi, trong đầu toàn nghĩ mấy việc này, thật không biết tinh lực của anh ở đâu ra mà lớn như vậy. Hồ Nhân Như đồng cảm nói, anh có phải là uống thuốc hay không, mà sao đối với loại chuyện này lại có thể thái quá như vậy thế, làm chuyện gì cũng cần có chừng mực, nghe nói loại chuyện này làm nhiều thì sẽ không tốt cho thân thể đâu. Trương Dương cười ha hả nói, em nghe ở đâu thế? Loại chuyện này càng làm nhiều càng tốt, kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn thanh xuân, em cũng thấy là dưới sự vất vả của anh, có phải là hai em càng ngày càng trở nên trẻ trung, càng ngày càng đẹp không? Hải Lan nói, bớt khoe khoang đi, là do bọn em dưỡng ra tốt, làm gì có liên quan đến anh? Trương Dương nói, đương nhiên là có quan hệ rồi. Hồ Nhân Như biết hắn còn có những thứ điên cuồng hơn và sắp nói ra, nên vội vàng cắt đứt đề tài của hắn, bây giờ bí thư Từ giao quyền xây cho anh. Trách nhiệm của anh rất nhiều, nếu đại hội tỉnh lần này làm tốt, anh nhất định sẽ có được một chiến tích huy hoàng, nếu như làm không tốt, sợ rằng anh phải đứng ra gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Trương Dương nói, sợ gánh chịu trách nhiệm thì cứ thẳng thắn ở nhà, không cần làm gì cả. Hồ Nhân Như nói, em thật sự sợ anh làm quá trớn. Trương Dương nói, không cần sợ, chuyện chuyển ngọn đuốc trên cơ bản đã xác định rồi, Kiều Bằng Cử đã cam đoan, lần này sẽ thuyết phục Bí Thư Kiều đến làm người chạy đầu tiên. Hải Lan nói, nếu như Bí Thư Kiều chịu làm người chạy đầu tiên, như vậy thì quan viên các cấp của Bình Hải sẽ quan tâm đến chuyện này. Trương Dương nói, gần đây anh đã tung tin này ra, sau đó xác định lại lộ tuyến di chuyển ngọn đuốc, xí nghiệp tài trợ rất nhiều, anh sẽ cho chạy ngang qua, còn không muốn tài trợ, thì trực tiếp quên đi. Hồ Nhân Như cười hì hì nói, anh có lợi thế như vậy, sợ rằng không ai không dám tiếp thu. Trương Dương nói, không có lực lượng, thiếu tiền. Hải Lan nói, khi em trở về Hong Kong lập tức liên hệ một vài minh tinh cho anh. Trương Dương nói, đúng rồi, liên hệ giúp anh cái đội bóng ngôi sao bên Hong Kong luôn đi, anh dự định tổ chức thi đấu một trận ngôi sao, trợ giúp cho thanh uy của nghi thức khởi động của đại hội tỉnh. Hải Lan nói, không thành vấn đề, em và đội trưởng Lương Chí Vĩ của bọn họ rất quen thuộc, người này cũng không có gì kiêu ngạo cả, dễ nói chuyện lắm. Trương Dương nói, lần trước thấy bọn họ thi đấu với đội nữ, quan tâm rất lớn. Nếu như bọn họ có thể xác định đến đây, anh lập tức liên hệ với đội bóng đá nữ quốc gia ngay. Hồ Nhân Như nói, điều kiện đầu tiên để làm chuyện này chính là tiền, không có tiền thì không làm được cái G2I cả. Trận đấu này,
để công ty quảng cáo của bọn em đến tài trợ đi, coi như là ủng hộ của bọn em cho công tác của anh. Trương Dương lắc đầu nói, không cần hai em ra tiền, anh có biện pháp. Hồ Nhân Như và Hải Lan đều nhìn hắn, hai người biết Trương Dương muốn lấy tiền từ thành phố thì rất là khó. Trương Dương nói, Lạp Tư tiên sinh không phải rất có tiền sao, anh dự định kéo ông ta đến đây. Hồ Nhân Như vừa nghe Trương Dương nhắc đến Chu Vân Phàm, không khỏi bật cười nói, chú Chu mặc dù có tiền, nhưng mà chú ấy rất gian xảo, chuyện bỏ tiền chùa ra chú ấy không làm đâu. Trương Dương nói, đại hội tỉnh lần này là một cơ hội kiếm tiền lớn, bây giờ Lương Thành Long, Kiều Bằng Cử đều đang chuẩn bị lao vào cuộc chơi, Lạp Tư hẳn là không bỏ qua cơ hội tốt này đâu. Hồ Nhân Như phát hiện ra Trương Dương đem những người như Lương Thành Long liên hợp lại là có mục đích, những động tác này thường thường sẽ trở thành trong chóng đo chiều gió cho các thương nhân bên ngoài, bọn họ thường là những người có tin tức rất nhanh, chỉ cần bọn họ đầu tư vào trong đại hội tỉnh, như vậy sẽ ra tín hiệu cho người khác, chuyện này rất có tương lai, trong phương diện xây dựng thanh thế, Trương Dương đúng là đã có tu vi tương đương. Hải Lan thì cảm thấy tương lai của chuyện này không được lạc quan, thiết lập đại hội tỉnh thì hẳn là không khó. Nhưng mà muốn lấy được thành công thì lại không dễ dàng, không chỉ phải thiết lập tại đại hội tỉnh, mà còn phải đạt được hiệu ứng oanh động, mà quan trọng hơn là thành phố Nam Tích lần này phải đạt được thành tích tốt trong đại hội nữa. Lời nói của Trương Dương đã ra khỏi miệng rồi, muốn giành lấy vị trí hạng nhất của cả hai bảng, chỉ cần là chuyện này thôi cũng đã đủ làm cho hắn không còn đường lui rồi. Những chuyện khác chỉ cần có tiền thì có thể giải quyết được, nhưng mà thành tích thi đấu thì đúng là khó nói trước lắm. Trương Dương muốn trong thời gian chưa đến một năm mà đề cao thành tích của giới thể dục Nam Tích, đâu phải dễ như nói vậy. Hải Lan nói, bên quan chỉ tình em đã liên lạc qua rồi, cô ấy cũng không có bất kỳ hứng thú nào với đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh lần này cả. Trương Dương nói, có phải là muốn tiền không? Hải Lan nói, không phải là vấn đề tiền, cô ấy có người đại diện của cô ấy cho rằng loại hình thi đấu cấp bậc như vậy sẽ làm tổn hại đến hình tượng của cô ấy. Trương Dương nói, người đại diện, vận động viên cũng có người đại diện. Hải Lan cười nói, đừng quên quan chỉ tình là vận động viên chuyên nghiệp, hơn nữa còn là băng công chúa, thu nhập mỗi năm có thể lên đến mấy triệu đô la đấy. Trương Dương nói, cô ấy là người của Nam Tích, cống hiến cho quê nhà cũng là điều hiển nhiên. Hải Lan nói, hành trình của cô ấy đã xác định rồi, cuối tuần này sẽ đến Nam Tích. Trương Dương nói, biết hành trình cụ thể không? Anh phải tranh thủ gặp mặt cô ấy. Đại hội tỉnh đang thiếu một ngôi sao quốc tế như cô ấy, lần này nhất định phải tranh thủ thuyết phục cô ấy. Chương 534, sâu thịt 3. Hồ Nhân Như nói, nếu như thật sự có thể thuyết phục cô ta, thì quảng cáo chiêu thương của chúng ta cũng dễ làm hơn một ít. Trương Dương nói, anh phải đi tìm mấy chủ hãng lớn tài trợ mới được. Hải Lan nói, người làm ăn đều đặt lợi ích lên trên đầu cả, chỉ kiếm danh tiếng không kiếm tiền thì thương gia người ta không đi làm đâu. Trương Dương nói, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần anh có thể làm tốt cái khởi đầu này, thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Những kẻ có tiền mà Trương Dương biết cũng không ít, không nói cái khác, chỉ cần nói về hai nhà đầu tư lớn trong công trình cảng nước sâu tại Nam Tích thôi, Hà Trường An và Phạm Tư Kỳ đều là người quen cũ của hắn cả, hơn nữa hai người có một điểm chung, đều thiếu nợ nhân tình Trương Đại Quan Nhân cả. Nhưng mà Trương Dương cảm thấy rằng bây giờ không phải là lúc sử dụng phần nhân tình này. Ít nhất là trước đại hội thì không cần dùng, nhưng đã đáp ứng với Kiều Bằng Cử liên hệ với Hà Trường An rồi thì phải làm thôi. Trương Dương có số điện thoại của Hà Trường An, biết Hà Trường An đang ở châu Phi giải sầu, hắn gọi điện cho Hà Trường An, kêu Hà Trường An chủ động liên hệ với Kiều Bằng Cử. Giọng nói của Hà Trường An sang sảng vô cùng, xem ra tâm tình cũng không tồi, nghe Trương Dương nói xong chuyện kia, Hà Trường An không khỏi cười nói, có phải là tài chính của cảng nước sâu xảy ra vấn đề hay không? Trương Dương nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, chuyện này không phải do tôi quản. Hà Trường An cười ha hả, thật ra nếu Trương Dương chịu mở miệng, thì ông khẳng định sẽ giúp chiếu cố cho cảng nước sâu, ông cũng vui vẻ trả lại cho Trương Dương phần nhân tình kia, chỉ là Trương Dương lại không cầu ông. Hà Trường An bởi vì chuyện của con gái Tần Manh Manh và cháu ngoại Tần Hoan, thiếu Trương Dương một nhân tình rất lớn, thái độ làm người của ông cũng như công việc kinh doanh, luôn luôn dựa theo nguyên tắc cả hai cùng có lợi mà làm việc. Ông không thích thiếu nợ gì người ta cả, Hà Trường An nói. Tôi còn chưa chúc mừng cậu thăng quan tiến chức. Trương Dương nói, đừng nói thăng quan tiến chức gì, tôi bị người ta đuổi ra khỏi Giang Thành thì có. Hà Trường An cũng nghe nói đến chuyện này, sở dĩ Trương Dương bị đạp ra khỏi sân bay mới Giang Thành, nguyên nhân căn bản chính là đã đắc tội với người của Tần gia,
Bọn họ lợi dụng lực ảnh hưởng của quân đội để khiến cho Đỗ Thiên Dã làm ra quyết định như vậy. Chính bởi vì sự kiện này, Hà Trường An càng cảm thấy rằng chính mình đã làm liên lụy đến Trương Dương. Hà Trường An nói, là tôi làm liên lụy cậu. Trương Dương cũng không tiếp tục cái đề tài nhàm chán này. Hắn cười nói, du ngoạn giải sầu cũng phải có kỳ hạn chứ. Ông vừa mới đi đã làm cho đám lãnh đạo của Nam Tích hoảng hốt không nhỏ, tài chính của cảng nước sâu đột nhiên bị gián đoạn. Hà Trường An cũng không giấu giếm gì Trương Dương cả, công trình lớn như cảng nước sâu, một mình tôi không nuốt nổi, đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt cũng không đủ. Theo tôi được biết, trong nội bộ tập đoàn của bọn họ đang có ý kiến phản đối mãnh liệt, giả dụ như bọn họ có hành vi rút bớt đầu tư hoặc thậm chí là cắt đứt đầu tư, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng khó đánh giá cho cảng nước sâu, tôi trốn đi cũng là chờ quyết định của bọn họ. Nếu như bọn họ làm ra quyết định bất lợi, tôi phải một lần nữa suy nghĩ lại chuyện này. Trương Dương nói, tài chính mà hạng mục cảng nước sâu dính dáng quả thật quá lớn, bây giờ trọng điểm đầu tư của tài chính Nam Tích đều vào nó cả, thành phố giao đại hội sang năm cho tôi, nhưng cũng không chi ngân sách cho tôi, thật sự đúng là vướng víu. Hà Trường An cười cười, có cần tôi hỗ trợ không? Trương Dương nói, không cần, lúc cần ông hỗ trợ tôi tự nhiên sẽ mở miệng. Hà Trường An nói, tốt. Cần hỗ trợ thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Hai người nói lâu như vậy, nhưng cũng không có một câu nào đề cập đến tình hình gần đây của mẹ con Tần Manh Manh cả, cho đến khi sắp cúp máy, Hà Trường An mới chợt nói ra tất cả mọi người đều khỏe. Trương Dương ngầm hiểu nói, tôi rất yên tâm. Trương Dương và Hà Trường An cúp điện thoại không lâu, Hà Trường An liền chủ động gọi điện cho Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử sau khi biết được mục đích trốn đi của Hà Trường An, cũng yên tâm lại. Hắn ý thức được vấn đề tài chính của cảng nước sâu còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa, trong khoảng thời gian ngắn không thể đưa ra quyết định được. Số tiền mà hắn đầu tư vào trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả gì hết, điều này làm cho Kiều Bằng Cử đem toàn bộ tinh lực tập trung vào trung tâm thể dục mới. Lương Thành Long quyết định đầu tư vào trong công trình này, hắn ta cũng gọi Kiều Bằng Cử nhập cuộc, Kiều Bằng Cử lấy một phần tài chính của mình, và từ chỗ em gái Kiều Mộng Viện gom góp được 30 triệu. Tổng cộng là 50 triệu đầu tư khởi công xây dựng trung tâm thể dục mới, còn bên Lương Thành Long cũng gom góp được 50 triệu đến. Tin tức này truyền đến lỗ tai của đám lãnh đạo Nam Tích, quả thật đã khiến cho đám lãnh đạo này chấn động không nhỏ. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên biết Trương Dương có năng lực chiêu thương, chỉ là không ngờ rằng ông mới giao quyền quản lý xây dựng trung tâm thể dục mới cho Trương Dương, thì thằng nhãi này đã tung một chiêu rất đẹp mắt ra, Kiều Bằng Cử từ đầu đến giờ vẫn rất tập trung đầu tư vào cho cảng nước sâu. Lương Thành Long cũng là bên nhận thầu của cảng nước sâu, nhưng mà hai người bọn họ thay đổi nhanh chóng, liên thủ hoán chuyển, và tập trung hết vào trong công trình trung tâm thể dục mới, điều này làm cho tất cả mọi người đúng là không ngờ được. Trong hội nghị thường ủy, vị thường vụ phó thị trưởng vừa bước chân vào trong nhóm lãnh đạo, Trần Hạo, căm giận nói, làm cái gì thế? Lương Thành Long của tập đoàn Phong Dụ chơi trò đình công trong cảng nước sâu, khoản đầu tư mà Kiều Bằng Cử đáp ứng thì chậm chạp không đến. Tôi tìm bọn họ nói chuyện vài lần, đều nói là tài vụ xảy ra vấn đề, không gom góp được tài chính, bây giờ sao lại đột nhiên có tiền. Hơn nữa đùng một cái còn bỏ ra 100 triệu để xây dựng trung tâm thể dục mới, tên Trương Dương này đúng là không biết suy nghĩ, đi dành chén cơm với người của mình. Trần Hạo tức giận là có nguyên do, từ khi ông ta lên làm thường vụ phó thị trưởng đến giờ, thì vẫn bị vấn đề tài chính làm cho đau đầu, không chỉ là phải đấu dũng khí với đám thương nhân bên ngoài. Mà còn phải đối mặt với sự chỉ trích của lãnh đạo, bây giờ hầu như mỗi ngày ông ta đều bị Từ Quang Nhiên gọi lên chửi ầm ĩ cả, mà con người của Trần Hạo lại không bằng thường lăng không. Tuy rằng đều là cán bộ do Từ Quang Nhiên đề bạt lên cả, nhưng mà trong lòng của Từ Quang Nhiên, năng lực của ông ta còn kém thường lăng không rất xa. Bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi nói, Trương Dương có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ ra tiền, cũng là một người có bản lĩnh. Chương 534, sâu thịt 4. Trần Hạo nói, cái này không phải gọi là bản lĩnh, gọi là âm mưu quỷ kế, căn bản là đập tường đông xây tường tây, hắn lấy tiền của cảng nước sâu ra ngoài, dùng vào trung tâm thể dục mới, vấn đề của hắn được giải quyết, lỗ thủng của cảng nước sâu chúng ta thì càng ngày càng lớn, thanh niên bây giờ không có cái nhìn về đại cục chút nào, chỉ biết lo về lợi ích bản thân, liều mạng tranh thủ lợi thế chính trị, không biết nhìn nhận vấn đề toàn cục, ông ta càng nói càng giận, đến nổi mặt cũng đỏ bừng lên, gần đây Trần Hạo quả thật là nghẹn đến sắp chết rồi. Vấn đề tài chính của cảng nước sâu sắp làm ông gục ngã, thật ra ông cũng rõ ràng, cho dù Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử có bỏ tiền ra, thì người ta cũng không đầu tư vào cảng nước sâu nữa. Hiện giờ có rất nhiều người đang ôm thái độ quan sát, hai nhà đầu tư lớn của cảng nước sâu xảy ra vấn đề,
tập đoàn Tinh Nguyệt thì đang một lần nữa lên kế hoạch đầu tư lại cho cảng nước sâu, còn Hà Trường An thì tuyệt tình hơn, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, Trần Hạo làm sao mà không gấp cho được chứ? Bây giờ thấy Trương Dương lấy được tiền, ông ta muốn đả kích Trương Dương một chút, cũng là vì muốn giảm bớt trách nhiệm của bản thân, ý là muốn để cho mọi người nhìn thấy, tôi không phải là không có năng lực làm tốt cảng nước sâu, mà là bây giờ bị người nhà giành mất chén cơm thôi. Thị trưởng Hạ Bá Đạt ho khan một tiếng, thu hút tất cả lực chú ý của mọi người về hướng bên này, sau đó chậm rãi nói, thật ra cũng không thể nào nói như vậy được, công trình cảng nước sâu quan trọng, đại hội tỉnh cũng quan trọng, liên quan đến hình tượng của thành phố Nam Tích của chúng ta, hơn nữa so với công trình cảng nước sau thì đại hội tỉnh sẽ tổ chức vào sang năm, đã là chuyện nước đến chân rồi. Đều là chuyện của mình, thì còn phân nặng phân nhẹ cái gì nữa. Trần Hạo nghe Hạ Bá Đạt nói như vậy, cũng nhận thấy hành động biểu hiện vừa rồi của mình cũng hơi quá mức, ông thở dài nói, tôi cũng không phải muốn nói đại hội tỉnh không quan trọng, chỉ là tôi cảm thấy rằng cách làm của cán bộ trẻ tuổi Trương Dương này không được tốt, nếu như tất cả cán bộ chúng ta đều làm như vậy, đập bên này xây bên kia, thì còn làm công tác gì nữa. Bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi nói, hẳn là không nghiêm trọng như vậy, loại thương nhân như Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử, cho dù bọn họ không đầu tư vào trong trung tâm thể dục mới, thì cũng không dễ dàng lấy tiền ra đầu tư vào trong cảng nước sâu. Tất cả mọi người đều biết tài chính của cảng nước sâu gần đây xảy ra một ít vấn đề. Rất nhiều thương nhân đang quan sát, Tiểu Trương có thể thuyết phục bọn họ đầu tư xây dựng trung tâm thể dục mới. Tôi thấy là chuyện tốt mới đúng. Trần Hạo nói, tôi vẫn kiên trì quan điểm của tôi cho rằng loại hành vi của hắn không đáng để khen thưởng. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nãy giờ không nói gì đã lên tiếng, mọi người thảo luận rất kịch liệt, nhưng câu nói của lão Hạ vẫn là đúng nhất. Công trình cảng nước sâu quan trọng, đại hội tỉnh cũng quan trọng, sở dĩ tôi giao một chuyện quan trọng như xây dựng trung tâm thể dục mới cho Trương Dương, cũng là nhìn chúng năng lực của hắn. Bàn tay đang cầm tách trà của Hạ Bá Đạt bỗng nhiên căng thẳng, ý nghĩa bao hàm trong lời nói của Từ Quang Nhiên rất là phức tạp. Ông ta nói cho một người biết, là ông ta đã liệu trước hết rồi, bất luận thành tích gì do Trương Dương đạt được đều là do ông ta dự kiến trước cả rồi. Hạ Bá Đạt đương nhiên có nghe qua những xích mích của Trương Dương và Từ Quang Nhiên. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, theo ông thấy, Từ Quang Nhiên đang từng bước đẩy Trương Dương vào trong hố lửa, Trương Dương chỉ cần hơi vô ý một chút thì sẽ thua toàn bộ. Còn Trương Dương tựa hồ là một đấu sĩ trời sinh vậy, mặc dù trong hoàn cảnh chính trị như vậy vẫn biểu hiện ra sức chiến đấu sung mãn, hắn ta hẳn là muốn thông qua đại hội tỉnh lần này để chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình vậy. Từ Quang Nhiên nói, công trình cảng nước sâu gặp khó khăn, tôi tin tưởng chỉ là tạm thời thôi. Ưu thế của Nam Tích chúng ta vẫn còn đó, chỉ cần là thương nhân tinh mắt thì sẽ thấy được tương lai rộng mở của chúng ta, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển này. Chúng ta lúc nào cũng phải giữ được tinh thần lạc quan của chủ nghĩa xã hội, Trương Dương là một cán bộ trẻ tuổi, trên người có khuyết điểm là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được ưu điểm của hắn, tận lực khích lệ hắn để hắn phát huy những ưu điểm này ra, để cho sự nhiệt tình công tác của hắn hóa thành động lực và năng lực. Hết lòng làm việc cho Nam Tích, Từ Quang Nhiên dừng lại cũng rất là hợp thời, sau đó mới nói tiếp, đầu tư vào cảng nước sâu, đầu tư vào trung tâm thể dục mới. Đều là đầu tư vào Nam Tích cả, chỉ cần là đầu tư cho Nam Tích, có lợi cho sự phát triển của Nam Tích, đều là bạn của Nam Tích chúng ta đều phải hoan nghênh. Lời nói của Từ Quang Nhiên đã được đáp lại bằng tiếng vỗ tay, cũng không nhiệt liệt cho lắm, bởi vì các thường ủy đều rất rõ ràng, tình hình của Nam Tích gần đây cũng không được tốt lắm. Không có chuyện gì đáng để kích động cả. Biểu tình trên mặt của Từ Quang Nhiên tuy rằng hài lòng, nhưng mà trong lòng ông rất khó chịu, ông giao quyền xây dựng trung tâm thể dục mới cho Trương Dương, bên Trương Dương lại lôi Kiều Bằng Cử vào cuộc, có Kiều Bằng Cử tham dự, thì chuyện này liền trở nên phức tạp hơn nhiều. Từ Quang Nhiên đương nhiên rõ ràng mục đích làm vậy của Trương Dương, hắn ta đang làm tăng thêm gánh nặng cho ông, và lựa chọn đường lui cho mình, để tránh bị làm khó dễ. Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng nói, tôi nghe Tiểu Trương nói chuẩn bị làm vận chuyển ngọc đuốc. Ông ta còn chưa nói hết lời thì đã bị Trần Hạo cắt lời, Trần Hạo làm ra vẻ chẳng đáng, nói thanh niên bây giờ làm việc gì cũng thích náo động cả, chỉ được cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, cái gì mà vận chuyển ngọn đuốc chứ, có ý nghĩa sao? Nửa câu nói còn lại của Lương Tùng đã làm cho Trần Hạo phải trừng to mắt há to mồm ra, Lương Tùng nói, nghe nói Bí Thư Kiều đã đáp ứng làm người chạy đầu tiên. Biểu tình trên mặt của Trần Hạo trở nên cổ quái dị thường, vừa mới cách đây một giây, ông ta còn tỏ vẻ phản đối kiên quyết, chỉ là nghe xong lời của Lương Tùng liền sững sờ ra luôn, cái này giống như là bị hố to vậy, mà cái hố này là do ông ta tự mình đào ra chứ chẳng ai đào dùm cả.
Các thường ủy ở đây thấy được hình dạng của Trần Hạo, đều không nhịn được cười, chỉ là cảm thấy rằng nếu cười ra thì đúng là không cho Trần Hạo mặt mũi, vì thế cả đám đều nhịn rất là cực khổ. Từ Quang Nhiên thầm thở dài một hơi, Trần Hạo này tuy rằng lớn tuổi hơn Thường Lăng Không, nhưng mà đạo hạnh lại kém hơn Thường Lăng Không rất nhiều, trên chính trị cũng cần ngộ tính, mà ngộ tính chính trị của Trần Hạo thì đúng là không đáng kể. Từ Quang Nhiên lại nghĩ đến Trương Dương, thằng nhóc này đang suy nghĩ hết mọi biện pháp để chống lại ông. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đã đáp ứng là người chạy ngọn đuốc đầu tiên, Nam Tích là chủ nhà, mình lại là bí thư thị ủy của Nam Tích, đến lúc đó khẳng định là cần phải làm gương cho binh sĩ rồi. Từ Quang Nhiên mỉm cười nói, xem ra từ hôm nay trở đi tôi cũng phải tăng mạnh rèn luyện rồi, muốn làm người chuyển lửa thì không có sức khỏe là không được. Lương Tùng không mất thời cơ nịnh vào một câu, người chạy đầu tiên của Nam Tích chúng ta khẳng định là bí thư Từ. Hạ Bá Đạt nâng tách trà lên uống một ngụm. Ông cảm thấy rằng giữa Từ Quang Nhiên và Trương Dương đang nổi lên một trận giông bão, chẳng biết vì sao ông lại bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, khiến càng lay cổ thụ, với cấp bậc của Trương Dương bây giờ mà muốn chống lại bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên, có phải là có chút không biết lượng sức hay không? Nhưng mà bây giờ xem ra, Trương Dương không chỉ không xui xẻo, mà còn có xu thế kiếm được lợi thế cho mình, nhưng cái này đã đi ngược lại với con đường làm quan trong quá khứ của Hạ Bá Đạt, vì lẽ nào trong quan trường cũng có thể làm như vậy sao? Chương 535, Chinese Kung Fu, 1. Bởi vì Từ Quang Nhiên đã nói rõ ràng là giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho Trương Dương, cái này làm em trai của ông, Từ Quang Lợi, giám đốc công ty xây dựng Tân Thế Kỷ, gặp phải tình cảnh khá là xấu hổ. Lúc đầu Từ Quang Lợi vẫn rất khó tiếp thu quyết định của anh trai, nhưng mà khi tất cả trở thành sự thật, ép buộc gã phải tỉnh lại, thì gã phát hiện ra rằng quyết định của đại ca rất có đạo lý, căn cứ theo kỳ hạn trước mắt của công trình mà xem. Gã đã không cách nào trong vòng nửa năm hoàn thành được toàn bộ công trình của trung tâm thể dục được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, gã phải đối mặt với hiện thực kéo dài kỳ hạn trong hợp đồng ra, và đến lúc đó tất nhiên phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Cách làm của đại ca, bề ngoài là thay đổi hợp đồng, làm cho lợi ích của gã suy giảm, nhưng trên thực tế đã cứu gã thoát ra khỏi khốn cảnh. Công ty kiến trúc của gã bây giờ đã đem toàn bộ tinh lực tập trung xây dựng sân thể dục rồi, thông qua việc thay đổi hợp đồng này để trốn tránh việc truy cứu trách nhiệm. Từ Quang Lợi tuy rằng nhìn thấy một miếng thịt béo tự nhiên chạy mất, nhưng mà gã cũng ý thức được là mình không có năng lực để ăn nó, chỉ có thể len lén cảm thán thôi. Hai ngày nay Từ Quang Lợi đều có mặt tại công trường, gã rốt cục đã nảy sinh ra một cảm giác gấp gáp, cần phải dùng toàn lực ứng phó trong vòng nửa năm xây xong sân thể dục, ngàn vạn lần không thể chậm trễ, mang đến bất cứ phiền phức gì cho đại ca. Đứa cháu ngoại Lý Trường Phong của gã lại đùng đùng chạy đến, gần đây tâm tình của Lý Trường Phong không được tốt lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, đều là bị Trương Dương chọc tức cả, Lý Trường Phong nói cậu, Trương Dương mang theo một đám người đến. Từ Quang Lợi nhíu nhíu mày nói, hắn đến làm gì? Hỏi xong những lời này, Từ Quang Lợi cũng tự mình đưa ra giải đáp, gã nhớ ra Trương Dương bây giờ đã là tổng chỉ huy trung tâm thể dục mới rồi, đến công trường thị sát là một chuyện rất bình thường. Từ Quang Lợi nói, đừng nổi nóng, loại tiểu nhân đắc chí này không đáng để chấp nhất, chúng ta ra nhìn. Hai người bọn họ đi ra khỏi tòa nhà trong công trình, nhìn thấy Trương Dương mang theo vài cán bộ của Ủy ban Thể dục đến đây, còn có Tổng Giám đốc của Tập đoàn Phong Dụ Lương Thành Long, công tử của Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương Kiều Bằng Cử đang đứng trong sân, mọi người đang nói cái gì đó. Từ Quang Lợi cắn cắn môi, buộc cho mặt của mình phải làm ra vẻ tươi cười, gã đi ra nghênh đón, chủ nhiệm Trương đến. Trương Dương cười cười gật đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra được thù hận giấu sau nụ cười của Từ Quang Lợi. Nhưng mà Từ Quang Lợi tốt xấu gì cũng đang cười, còn Lý Trường Phong đứng phía sau gã thì đang bắn thù hận từ trong mắt ra, giống như là dao nhọn muốn đâm thủng người của Trương Dương vậy, thù hận đối với hắn căn bản là không thể che giấu được, xem ra có được cặp lỗ tai thính cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Trương Dương nói, quản lý Từ, ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để thị sát tiến độ công trình, đúng rồi, quyết định của thành phố anh biết chưa? Từ Quang Lợi gật đầu nói, đã biết, chủ nhiệm Trương yên tâm. Sau này chúng tôi nhất định chăm chỉ làm việc dưới sự lãnh đạo của cậu, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ do thành phố giao cho chúng tôi. Trương Dương gật đầu, chắp tay sau lưng đi về phía trước, trong đoàn người này thì hắn là lãnh đạo đứng đầu, chắp tay sau lưng có thể biểu hiện được phong phạm của lãnh đạo. Trương đại quan nhân bình thường cũng thấy người khác làm như vậy rất nhiều, thấy người ta làm như vậy, trong lòng cảm thấy Trương đại quan nhân cảm thấy rất là phản cảm, chỉ là khi đến lượt của hắn rồi, thì lại cảm thấy thản nhiên. Chắp tay sau lưng đúng là rất thoải mái. Kiều Bằng Cử trong phương diện kiến trúc chỉ là một người thường,
hắn và Lương Thành Long cùng nhau đi cuối hàng, nghe Lương Thành Long giải thích về một số tình huống tại công trường. Hai vị phó chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục, Lý Hồng Dương và Thôi Quốc Trụ, bọn họ gần đây đều đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về vị chủ nhiệm Trương trẻ tuổi này, phát hiện ra người thanh niên này rất có bản lĩnh, đến Nam Thích không lâu, không chỉ đem quyền tham dự vào đại hội tỉnh chộp đến tay, mà hơn nữa còn hoàn thành được một chuyện mà trước đó theo bọn họ thấy là không có khả năng, đem quyền chỉ huy công trình trung tâm thể dục mới thu vào trong tay, cái này có ý nghĩa rằng Ủy ban Thể dục ở thành phố Nam Thích này đã đạt được quyền lực mà trước nay chưa từng có. Lúc trước thời Chu Đại Niên làm chủ nhiệm, chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng được. Thôi Quốc Trụ nhớ đến tình cảnh mình đối kháng với Trương Dương, trong đáy lòng đột nhiên chảy mồ hôi lạnh, một chút năng lực của mình làm sao mà là đối thủ của người ta chứ? Vợ mình nói đúng, mình không thích hợp làm quan lớn, mình cứ thanh thản ổn định làm phó chủ nhiệm được rồi, Từ Tốn như vậy là tốt nhất. Từ Quang Lợi mang vài cái nón bảo hộ đến, phân phát cho bọn người Trương Dương, tất cả đều phải dựa theo trình tự an toàn. Từ Quang Lợi cũng không muốn bị người ta soi mói, mặc dù từ trong đáy lòng của gã thì cho rằng đám người Trương Dương căn bản là đến đây để chơi. Trương Dương mang nón bảo hộ vào, nói với Từ Quang Lợi, quản lý Từ, sao ông lại đập cửa lớn phía nam vậy? Thằng nhãi này biết rõ rồi mà vẫn cố hỏi. Trong lòng Từ Quang Lợi liền nổi hận, thằng nhóc mày không chạy đến đối diện cửa công trường của tao xây nhà, thì tao còn dùng hạ sách này sao? Nhưng bây giờ cái lý do này không thể nói ra được. Từ khi Từ Quang Nhiên giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho Trương Dương, thì hắn ta cũng đã kêu Lương Thành Long đập nhà lại rồi. Từ Quang Lợi nói, vì nghĩ để tiện cho việc xe ra vào, cố gắng tránh tạo thành ảnh hưởng đến dân cư xung quanh, cho nên mới đổi cửa, lời này nói ra xong lại thấy nghẹn khuất không gì sánh bằng. Trương Dương cười cười nói, xung quanh làm gì có dân cư, dựng cửa lại đi, trung tâm thể dục mới của chúng ta sắp phải triển khai xây dựng toàn diện rồi. Các công trình cùng nhau tiến hành giải quyết, lắp cửa nam lại đúng là không tiện. Từ Quang Lợi nén giận gật đầu, người ta bây giờ là tổng chỉ huy, phải nghe theo lời của người ta. Công trình sân thể dục chủ đã hoàn thành được 2/3 rồi, dự tính sẽ hoàn thành, nhưng mà công nhân thi công tại hiện trường lại không được nhiều, Trương Dương nói với Từ Quang Lợi công nhân không được nhiều lắm. Từ Quang Lợi nói, bởi vì khoản thu chi của thành phố xuống trễ, cho nên tiền lương của công nhân bị kéo dài. Không ít công nhân đã nổi nóng lên, hai ngày nay tôi đang bắt tay vào giải quyết vấn đề này, có thể giải quyết rất nhanh. Trương Dương nói, kỳ hạn của công trình không thể chậm trễ được nữa, công ty Tân Thế Kỷ của anh gánh vác việc xây dựng sân thể dục chủ, là một bộ phận quan trọng nhất trong việc xây dựng trung tâm thể dục mới, đến lúc đó lễ khai mạc của Đại hội tỉnh sẽ được cử hành trong sân thể dục mới này, ngọn lửa cũng sẽ châm ở đây, tháng 10 sang năm, sân thể dục chủ sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý từ toàn bộ Bình Hải. Quản lý Từ, nếu như có sai lầm gì, thì chúng ta cũng không dễ ăn nói đâu. Chương 535, Chinese Kung Fu, 2. Kiều Bằng cử gật đầu liên tục, nói chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi có lòng tin sẽ hoàn thành vào trước tháng 6 năm sau. Trương Dương nói, cần phải bảo đảm chất lượng, chuyện sân thể dục bên Đông Giang là vết xe đổ của chúng ta, sân thể dục mới này tôi sẽ mời chuyên gia đến nghiệm thu nghiêm ngặt, nếu như phát hiện ra bất cứ chỗ nào có vấn đề về chất lượng. Hoặc không hợp quy định với bản vẽ, thì tôi sẽ không thu, hắn đã từng có kinh nghiệm về việc khán đài sập trong sân thể dục Đông Giang rồi, sự kiện ấy vẫn còn là ký ức mới mẻ trong hắn, loại vấn đề an toàn trong các phương tiện công cộng rất là quan trọng. Từ Quang Lợi từ những lời nói của Trương Dương đã dự cảm được hành động muốn ăn xén công trình đã trở nên không dễ dàng nữa, cuộc đời thật sự đúng là hay thay đổi, ai mà có thể nghĩ rằng một thằng đầy tớ lại nhanh chóng biến thành tổng chỉ huy của trung tâm thể dục mới. Đoàn người đi dạo một vòng quanh công trường, Trương Dương đề nghị mở cuộc họp tại hiện trường. Từ Quang Lợi đề nghị hắn vào trong phòng họp trong tòa nhà nhỏ ngoài công trường, dù sao thì đứng giữa công trường cũng không được an toàn lắm. Mọi người cùng nhau vào trong phòng họp nhỏ, Từ Quang Lợi cho người đi pha trà, Trương Dương ngồi xuống ghế chủ ở giữa, hắn lại kêu Từ Quang Lợi đi lấy bản vẽ quy hoạch của trung tâm thể dục mới đến đặt lên bàn trong phòng họp. Trương Dương đứng dậy nói. Mọi người hẳn là cũng rõ ràng tình huống của trung tâm thể dục mới. Trung tâm thể dục mới bao gồm một sân thể dục chủ, một sân vận động hình cầu, một hồ bơi nhảy cầu, ngoài ra còn có hai tòa nhà luyện tập và một công viên thể dục. Công trình trung tâm chính là sân thể dục chủ do công ty Tân Thế Kỷ đang xây dựng tại chỗ này. Căn cứ theo tình huống mà chúng ta vừa nhìn, sân thể dục chủ bây giờ đã hoàn thành được 2/3 rồi, mà những công trình khác cũng như công viên vẫn còn chưa bắt đầu khởi công xây dựng, nếu như dựa theo hợp đồng lúc trước. Trương Dương nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, nhìn thẳng Từ Quang Lợi rồi nói, quản lý Từ,
chỉ sợ là anh không cách nào hoàn thành được toàn bộ trung tâm thể dục mới dựa theo kỳ hạn trước. Từ Quang Lợi có chút lo lắng không thôi, nhưng vẫn không tỏ ra cam lòng yếu kém, Tân Thế Kỷ chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, tăng ca thêm giờ. Còn chưa kịp nói hết lời, thì Trương Dương đã cắt đứt lời nói của gã không chút khách khí, những lời nói hùng hồn này ai cũng có thể nói được cả, nhưng mà sự thật ngay trước mắt, lãnh đạo thành phố cho rằng kỳ hạn công trình của trung tâm thể dục mới hiện nay đang đình trệ nghiêm trọng, nếu như tùy ý để loại tình huống này kéo dài tiếp tục, thì sẽ phải đối mặt với cục diện không cách nào hoàn thành được, nếu như chúng ta dùng những công trình một nửa này để tiếp đón đại hội tỉnh, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Nam Tích chúng ta. Chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tỉnh. Từ Quang Lợi bị Trương Dương nói làm cho mặt đỏ bừng lên, nhưng mà lời của Trương Dương đều là sự thật cả, lúc này ngay cả khí lực cãi lại gã cũng đã không còn. Trương Dương nói, căn cứ theo chỉ thị của Bí Thư Từ, tôi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận quyền chỉ huy trung tâm thể dục mới toàn diện. Đầu tiên tôi xin cảm ơn Bí Thư Từ cùng các vị lãnh đạo khác đã tin tưởng tôi, đối với tôi mà nói đây là một phần trọng trách rất nặng, bây giờ đã là tháng 11 rồi. Dựa theo quy định lúc đầu của thành phố, sân thể dục của chúng ta cần phải hoàn thành sau nửa năm, nhưng theo chúng ta vừa thấy, đừng nói là sân thể dục, cho dù là đường đi hay là một số công trình cơ sở cũng chưa làm xong. Tôi không biết quản lý Từ có thể khắc phục khó khăn thế nào nữa, Trương Dương nhấn mạnh Từ Quang Nhiên, chính là muốn dùng Từ Quang Nhiên để áp chế Từ Quang Lợi, làm cho Từ Quang Lợi rõ ràng rằng, bây giờ đại ca của gã lấy đại cục làm trọng, muốn bảo đảm trung tâm thể dục mới có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Từ Quang Lợi không nói gì, gã đã lĩnh ngộ rất thấu triệt ở điểm này rồi, đại ca đã nói rõ ngay mặt của gã rồi, cho nên lâm vào khốn cảnh trước mắt có thể nói đều là do gã tạo thành cả, Từ Quang Lợi có hối hận cũng đã muộn rồi. Trương Dương nói, tôi mở cuộc họp tại hiện trường, cũng không phải là muốn truy cứu trách nhiệm của ai cả, mà là muốn cho mọi người ý thức được tính gấp gáp của kỳ hạn công trình, căn cứ theo những lần trao đổi ý kiến của tôi và thành phố, quyết định công trình sân thể dục chủ vẫn do công ty kiến trúc Tân Thế Kỷ phụ trách. Xây dựng những công trình khác và công viên thể dục sẽ do những tập đoàn kiến trúc có thực lực hùng hậu tiến hành thi công, Trương Dương cười tủm tỉm nhìn về hướng Lương Thành Long nói. Sau khi tôi tiến hành tổng hợp thực lực của các tập đoàn kiến trúc có thực lực nhất trong tỉnh lại, tôi quyết định ngoại trừ việc xây dựng sân thể dục chủ ra, thì những công trình khác đều giao cho tập đoàn Phong Dụ phụ trách. Ngoài ra trước khi đến đây, tôi và Tổng Giám đốc tập đoàn Phong Dụ Lương Thành Long tiên sinh đã chính thức ký hợp đồng, bây giờ xin mời Lương Tổng nói vài lời với chúng ta. Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, Từ Quang Lợi làm sao mà dám đố kỵ với Lương Thành Long, gã ta cũng tự hiểu lấy mình, biết thực lực của Tân Thế Kỷ không cách nào so sánh được với tập đoàn Phong Dụ cả. Trương Dương lựa chọn công ty của Lương Thành Long, không chỉ bởi vì quan hệ cá nhân của bọn họ tốt, mà còn bởi vì tập đoàn Phong Dụ quả thật có thực lực siêu cường. Lương Thành Long mỉm cười đứng dậy nói, cảm ơn lãnh đạo thành phố Nam Tích, cảm ơn chủ nhiệm Trương của Ủy ban Thể dục, cũng như mỗi một vị lãnh đạo trong Ủy ban Thể dục đã tin tưởng tôi. Công ty kiến trúc có thực lực hùng hậu ở Bình Hải không chỉ có một mình chúng tôi, nhưng mà tôi có thể tự tin nói rằng, Phong Dụ của chúng tôi trong giới kiến trúc Bình Hải nhất định có thể tiến vào vị trí số 3. Bây giờ tiếp nhận công trình sân thể dục mới, cũng có chút vội vàng, tôi mượn câu nói khi nãy của chủ nhiệm Trương. Có ý nhậm nhiệm vụ lúc lâm nguy. Trong phòng vang lên vài tiếng cười thân thiện, Lương Thành Long nói tiếp, trước khi nhận công trình này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng do dự rất lâu. Tôi biết bây giờ tài chính của Nam Tích đang gặp khó khăn, chúng tôi tiếp nhận công trình này thì có ý nghĩa là phải đầu tư kinh phí. Cái này đối với công ty của chúng tôi mà nói cũng là một sự khiêu chiến. Nhưng mà sau đó, rốt cục đã thuyết phục mình. Thứ nhất, tôi rất tin tưởng vào lãnh đạo của thành phố Nam Tích. Thứ hai, tôi cũng rất xem trọng tương lai phát triển của Nam Tích sau này. Thứ ba, trong Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh lần này, tập đoàn Phong Dụ chúng tôi có thể mượn cơ hội này để trưng bày tác phẩm của chúng tôi với toàn bộ nhân dân của tỉnh Bình Hải. Thứ tư, cũng chính là điểm quan trọng nhất, tôi và chủ nhiệm Trương là bạn tốt, tôi rất tin tưởng năng lực của cậu ta. Trương Dương dẫn đầu vỗ tay, Lương Thành Long quay lại nở một nụ cười chỉ một người hiểu mà không cần diễn đạt bằng lời nói ra với hắn. Lương Thành Long cũng không lập tức ngồi xuống, mà lại nói tiếp, tôi còn muốn tuyên bố với mọi người một tin tức tốt. Công trình của chúng ta ngay từ đầu đã được công ty đầu tư Viễn Đại tin tưởng, Tổng Giám đốc của công ty đầu tư Viễn Đại Kiều Bằng Cử tiên sinh quyết định bỏ vốn 50 triệu cùng với Phong Dụ để gánh chịu việc xây dựng hạng mục trung tâm thể dục mới này. Chúng ta bây giờ không còn tồn tại vấn đề tài chính nữa, đã có 100 triệu tài chính làm vốn bảo đảm rồi, tôi cũng có đủ lòng tin. Trước khi đại hội của tỉnh khai mạc sẽ làm cho tất cả công trình được hoàn thành thuận lợi. Chương 535, Chinese Kung Fu 3. Mọi người cùng nhau vỗ tay,
Còn từ Quang Lợi nghe thấy Lương Thành Long đã kiếm được 100 triệu tài chính, trong lòng thật sự là hâm mộ đến cực điểm luôn, mà gã ta cũng lưu ý đến lời nói của Lương Thành Long, trước khi đại hội tỉnh khai mạc sẽ hoàn thành tất cả các công trình, lẽ nào nói, Trương Dương cho hắn 3 tháng thư thả sao? Những bí ẩn này chỉ có thể chờ về sau giải quyết thôi. Trong cuộc họp, Trương Dương đưa ra vấn đề phân chia phạm vi công trường của hai bên khi mà tập đoàn Phong Dụ tiến vào, biểu hiện của Từ Quang Lợi coi như là phối hợp. Trước đó gã đã vấp ngã một lần ngay trước mặt của Trương Dương rồi, bây giờ Trương Dương lại có được quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới, chống đối với Trương Dương, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy khổ, sở dĩ Từ Quang Lợi nén giận còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là đại ca Từ Quang Nhiên đã không còn cho gã sự ủng hộ mạnh mẽ nữa. Hay là gã nên thật sự đem hết tất cả tinh lực để lao đầu vào xây dựng công trình sân thể dục chủ nhĩ. Sau khi cuộc họp cùng ngày chấm dứt, Trương Dương và Lương Thành Long cùng ngồi chung một chiếc xe trở về Đông Giang, Lương Thành Long trở về Đông Giang là vì mời dự họp công ty, an bài công tác tiếp theo, còn Trương Dương đi đến Đông Giang là vì để đón một người, được xưng là băng công chúa trong giới thể dục, Quan Chỉ Tình. Ngồi phía sau chiếc BMWS của Lương Thành Long, Trương Dương móc một cuốn tạp chí ra, trên bìa là ảnh chụp của Quan Chỉ Tình. Lương Thành Long quay đầu lại, nhìn thoáng lên hình bìa rồi nói, cô gái này cũng không tồi. Tướng mạo vóc người đều là hạng nhất. Trương Dương cười nói, bậy bạ, con người của cậu đúng là bậy bạ, dùng ánh mắt đen tối của cậu để nhìn người khác. Lương Thành Long cười ha hả nói, tôi chỉ nói sự thật thôi, Quan Chỉ Tình đấy, Thanh Hồng đặc biệt thích xem cô ta thi đấu, tôi lại không có hứng thú gì với cái trò khiêu vũ trên băng này, đều là do Thanh Hồng lôi tôi đi cả, coi đi coi lại, nên tôi nhận ra thôi, nhưng mà hình như cô ta là người nước Mỹ, đại biểu cho nước Mỹ để tham gia thi đấu. Trương Dương nói, người Nam Tích. Lương Thành Long nghe vậy liền sửng sốt, nhìn thoáng qua cuốn tạp chí rồi nói, người Nam Tích. Trương Dương nói, nguyên quán Nam Tích, tôi dự định mời cô ta đến làm đại sứ hình tượng cho đại hội tỉnh lần này. Lương Thành Long cười cười nói, cậu có lầm không vậy? Người ta là quán quân thế giới đó, có thể coi trọng đại hội tỉnh của chúng ta sao? Trương Dương nói, chỉ là mời cô ta làm đại sứ hình tượng thôi, tăng mạnh lực ảnh hưởng đến một chút. Cũng không phải là mời cô ta thi đấu cái gì cả. Lương Thành Long nói, đại hội tỉnh cũng không có nhiều hạng mục đến vậy đâu. Trương Dương nói, tôi cũng không phải là muốn cô ta thi đấu gì cả, chỉ là muốn mượn danh tiếng của cô ta. Tối nay 8 giờ cô ta sẽ đến Đông Giang, chiếc BMWS của cậu cho tôi mượn nha, tôi đến sân bay đón cô ta. Lương Thành Long gật đầu nói, không thành vấn đề. Nói xong hắn chợt nhớ ra một việc, vậy còn biệt thự của tôi. Trương Dương cười nói, tôi còn cần dùng thêm 2 ngày. Lương Thành Long mắng, càng lúc càng thấy cậu giống một tham quan rồi, nhà ở xe cộ đều thành của cậu. Trương Đại Quan Nhân cười cười, cũng may là tôi không có mượn vợ của cậu. Lương Thành Long giả bộ tức giận nói, cậu dám. Nhắc đến chuyện này, Trương Dương chợt nhớ đến quan hệ của Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng, liền thấp giọng nói, hai vợ chồng cậu thế nào rồi? Còn đang chiến tranh lạnh sao? Lương Thành Long thở dài nói, cô ấy có sự nghiệp của cô ấy, tôi có sinh ý của tôi, mấy hôm không gặp mặt rồi, cô ấy muốn ly hôn, tôi thì không đồng ý, gần đây cô ấy không gặp tôi, cũng không có nhắc với tôi nữa, nhưng mà tôi cảm thấy càng ngày càng xa lạ, lúc trước còn gọi điện chửi ầm ĩ vài câu, bây giờ thì ngay cả điện thoại cũng lười gọi. Cậu vẫn chưa thu xếp xong chuyện này sao? Lương Thành Long nói, làm gì có tâm tình đó, gần đây tôi một lòng vì sự nghiệp, à đúng rồi. Dạo này bình thường tôi hay xem kinh Phật, cậu không biết đấy thôi, tôi sắp ngộ ra rồi. Trương Dương không nhịn được, chế nhạo, ngộ cái rắm, một chút trình độ của cậu, tôi thấy chẳng có thay đổi gì đâu, sớm muộn gì cũng sẽ chứng nào tật đó thôi. Lương Thành Long nói, con người làm chuyện gì cũng đều có thể hình thành thói quen, chơi đùa lâu ngày cũng có thể thành thói quen, tôi không phải là không thương Thanh Hồng, chỉ là không thể nhịn được. Trương Dương bật cười ha hả. Về điểm này thì hắn cũng có chỗ giống với Lương Thành Long, chỉ là Lương Thành Long lại không thể nào làm tốt chuyện này giống như hắn được. Lương Thành Long nói, con người mà, không có trí nhớ, vết sẹo vừa lành liền quên đau, cậu ngàn vạn lần đừng học theo tôi. Trương Dương nói, tôi chưa có kết hôn, muốn học theo cậu cũng không được. Lương Thành Long nói, nếu như có thể đi ngược thời gian lại, tôi sẽ không kết hôn đâu, kết hôn rồi thì phải vác trách nhiệm trên lưng, một người có lòng trách nhiệm sống trên đời này. Quả thật rất là vất vả. Bởi vì máy bay đến muộn, cho nên Trương Dương đợi ở sân bay Đông Giang đến gần 9:20, thì mới nhìn thấy Quan Chỉ Tình mặc một bộ đồ màu đen đi ra từ cửa sân bay,
Tuy rằng Quan Chỉ Tình đã che giấu rất tốt, nhưng mà dáng người hấp dẫn của cô ta vừa xuất hiện trong đám đông đã lập tức thu hút ánh mắt của Trương Dương rồi. Bên cạnh Quan Chỉ Tình còn có một nam một nữ, nữ là người Hoa, bộ dạng cũng xinh xắn lanh lợi, là người đại diện của Quan Chỉ Tình, cũng là chị họ của cô ấy, Tào Mễ Lị, còn nam là người tóc vàng mắt xanh. Dáng người cao lớn, tay mang hành lý, đi đường để lộ ra khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ, người này chính là vị hôn phu của Tào Mễ Lị, Stephen. Quan Chỉ Tình tuy rằng là quán quân thế giới, nhưng mà tính tình của cô ấy tương đối quái gở, mỗi lần về nước đều rất kín đáo, cũng không hề thông báo hay liên hệ với giới thể dục cũng như truyền thông trong nước, cho nên đều là lặng lẽ đến và lặng lẽ đi. Stephen và Tào Mễ Lị mượn cơ hội lần này để cùng cô ấy về Trung Quốc du ngoạn một phen. Trương Dương mang một bó hoa tươi ra, dù sao thì cũng đại biểu cho giới thể dục nam thích, không thể keo kiệt được, đối phương lại là quán quân thế giới, ngôi sao trong giới băng tuyết, tặng hoa hẳn là cần thiết rồi. Trương Dương đi thẳng đến hướng của Quan Chỉ Tình, cầm bó hoa tươi trong tay đưa về hướng Quan Chỉ Tình, mỉm cười lễ phép nói, Quan tiểu tỷ, hoan nghênh cô trở về. Quan Chỉ Tình sửng sốt một chút, cô căn bản không nghĩ rằng sẽ có người ra đón, càng không ngờ rằng người này lại tặng hoa cho mình, cô nhẹ giọng dùng tiếng Anh đáp lại, xin lỗi, anh nhận lầm người rồi. Quan Chỉ Tình cũng không nhận lấy bó hoa của Trương Dương, mà xoay người bỏ đi. Trương Dương tuy rằng đã tiếp xúc với tiếng Anh được một ít, nhưng mà trình độ thì vẫn không được tốt lắm, hắn kiên nhẫn đuổi theo, cười nói, Quan tiểu tỷ, cô không cần khẩn trương, tôi là bạn của Hải Lan, người dẫn chương trình không vệ ở Hong Kong, trước đó tôi đã nhờ cô ấy liên hệ với cô rồi, không có ác ý. Quan Chỉ Tình dừng chân lại, lần này cô dùng tiếng Trung rất rõ ràng để nói với Trương Dương, xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ anh thật sự nhận lầm người rồi. Trương Dương đang muốn nói cái gì đó, thì Stephen đã bước lên phía trước, hung hăng đẩy vai của Trương Dương một cái, gào lên, cút ra. Chương 535, Chinese Kung Fu, 4. Trương Dương lui về sau một chút, Stephen hơi kinh ngạc, hắn ta cho rằng mình cao to lực lưỡng hơn Trương Dương, hẳn là có thể đẩy ngã Trương Dương xuống đất. Stephen vung nắm đấm to lớn của mình lên với Trương Dương, lập tức cút khỏi mắt của tôi, nếu không tôi sẽ đánh cho cậu rụng răng đầy đất. Trương Đại Quan Nhân nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ biết Stephen đang léo nhéo cái gì đó, nhưng mà động tĩnh của bọn họ đã khiến cho khác qua lại bên cạnh chú ý, trong đó có một thanh niên đeo kính dừng chân lại tốt bụng phiên dịch cho, anh bạn à, bỏ đi, người ta nói rằng muốn anh lập tức biến mất trước mặt người ta, nếu không sẽ đánh cho anh rụng răng đầy đất. Trương Dương nhìn Stephen một chút, người này thân cao hơn 1m9, thân thể lại vô cùng cường tráng, thoạt nhìn có vẻ rất giống một tuyển thủ quyền Anh, khó trách hắn ta lại có suy nghĩ như thế. Quan Chỉ Tình không muốn làm cho nhiều người chú ý, nên nói với Stephen, Stephen, bỏ đi, chúng ta đi. Trương Dương lại nói, Quan tiểu tỷ, cũng không thể không cho tôi một cơ hội nói chuyện được, chỉ chiếm dụng vài phút đồng hồ của cô thôi. Stephen nổi nóng, hắn ta không nhịn được nói bậy một câu, FCKU. Có thể cái khác thì Trương Đại Quan Nhân nghe không hiểu, nhưng cái chữ này thì lại nghe rất rõ ràng, hắn lạnh lùng nhìn Stephen, có gan thì nói lại lần nữa. Chàng trai đeo kính bên cạnh nói, anh bạn, hắn đang chửi tiếp đó. Stephen tiếp tục tuôn ra những lời nói bậy, không chỉ là Trương Dương, ngay cả người Trung Quốc cũng bị mắng chung. Quan Chỉ Tình nhíu mày, cô ta cũng không chịu nổi, lạnh lùng nói, Stephen, đi. Stephen vung nắm tay tỏ vẻ nguy hiểm về hướng Trương Dương. Trương Dương nhìn hắn bằng cặp mắt chẳng đáng, đáp lại một câu, FCKU. Trình độ tiếng Anh của Trương Đại Quan Nhân đúng là tệ thật. Nhưng mà phát âm chữ này thì lại rất rõ ràng. Chàng trai đeo kính kia nghe Trương Dương dám công khai chửi bậy, cũng dựng ngón cái lên với hắn, anh bạn, can đảm lắm, không làm mất mặt người Trung Quốc chúng ta. Trương Dương không phải là muốn tỏ vẻ anh hùng gì ở đây cả, chỉ là hắn không có dự liệu thái độ lãnh đạm của Quan Chỉ Tình, mà Stephen càng không phải là thứ tốt gì, ngạo mạn vô lễ lỗ máng, tôi dùng lễ đối đãi, các người lại chửi bậy tôi, nếu như tôi nén giận, thì không chỉ là mất mặt bản thân. Mà còn trà đạp lên mặt mũi của người Trung Quốc, ở đây có rất nhiều bạn bè quốc tế, tôi cũng không thể tỏ vẻ đáng thương ngay trong thời khắc mấu chốt được. Stephen nghe thấy Trương Dương chửi mình, liền nổi điên lên như một con sư tử, ném hành lý xuống rồi vọt đến. Stephen là một cao thủ quyền Anh, tung một đấm nhanh như điện về hướng cằm của Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân lui về một bước, tránh thoát một đấm của hắn. Stephen tung đòn thất bại, liền lập tức tung thêm một đòn thứ hai đến nữa, hắn ta ra đấm như bão tố. Những cú đấm tổ hợp nhanh đến hoa cả mắt, nhưng vô luận là hắn ta tấn công mãnh liệt cỡ nào, thì Trương Dương đều dễ dàng tránh né cả.
ngay cả góc áo hắn ta cũng không thể chạm vào được. Trương Dương cũng nhìn ra, thằng ngu này chỉ là một tên cậy mạnh, cho nên không vội ra tay trước, cứ để cho đối phương tiêu hết thể lực đã. Stephen càng đánh càng nôn nóng, trong miệng bắt đầu phát ra những tiếng chửi tục. Những người vây xem xung quanh đã nhiều lên, còn chàng trai đeo kính kia thì có ý như sợ thiên hạ không loạn vậy, vừa hỗ trợ phiên dịch, vừa la to, anh bạn, không thể nhịn được nữa, hắn ta lôi tất cả người Trung Quốc chúng ta ra mà chửi kìa. Trương Dương lui về sau một chút, cầm bó hoa trong tay giao cho chàng trai đeo kính này, nói cầm giúp tôi. Hắn chỉ rút ra một nhánh hoa hồng thôi. Lúc này mọi người cùng nhau hô lên, vì Stephen thừa dịp Trương Dương quay lưng lại, đã tung một đấm vào đầu của Trương Dương. Trương Dương vung cành hoa hồng trong tay lên, chỉ nghe một tiếng động vang lên, cành hoa hồng đã đập vào mặt của Stephen. Tuy rằng cành hoa hồng rất là mềm dẻo, nhưng mà dưới nội lực hùng hậu của Trương Dương hỗ trợ, thì lực lượng của nó đánh ra cũng không nhịn, đánh một cái làm cho mặt của Stephen hiện lên một vết bầm. Stephen đau đớn kêu to lên, hắn vung tay đấm tới, Trương Dương lại vung cành hoa hồng lên đập vào tay của hắn, Stephen bị đau, vội vàng rút tay về, trong hai mắt của Trương Dương bắn ra những tia lạnh thấu xương, hôm nay nếu như không đại sát tứ phương một phen, thì tên người Mỹ này sẽ không biết đây là địa bàn của ai. Trương đại quan nhân thi triển thần uy, cành hoa hồng trong tay tung bay, quật liên tiếp lên người của Stephen, Stephen bị đánh đau đớn, tay chân co lại, chỉ biết lui về phía sau, Trương Dương tức giận bởi vì hắn ta nói năng vô lễ. Cho nên ra tay không chút lưu tình, nội lực tập trung lên cành hoa hồng, làm cho cành hoa hồng này cứng như thép vậy, tuy rằng không làm cho Stephen gãy xương đứt lìa tay chân, nhưng những vết bầm trên người hắn ta thì không thiếu, cả người to tròn lên. Stephen bị Trương Dương từng bước ép sát, co đầu rút cổ nép vào trong tường, nhưng vô luận là hắn ta tránh né thế nào, cũng không tránh được những cú quật của Trương Dương, Stephen kêu la thảm thiết không ngớt. Quan Chỉ Tình và Tào Mễ Lị bị những người vây xem đẩy dần dần ra ngoài, không nhìn thấy được tình huống bên trong, chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Stephen, Tào Mễ Lị lo lắng không thôi, nên liền lớn tiếng kêu cứu. Quan Chỉ Tình căn bản là không ngờ rằng mọi chuyện lại biến thành nông nỗi này. Công an phụ trách trị an trong sân bay đã chạy đến, vất vả tách đám người vây coi ra. Stephen giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, trên tay và khắp người đều là những vết bầm, cả người chật vật đến cực điểm, cả đôi mắt màu xanh cũng đỏ lên, bên trong tràn ngập tia kinh sợ, hắn ta chưa từng gặp phải cảnh tượng này bao giờ, trong miệng lầm bầm, CS. Chinese Kung Fu, cái này lúc trước hắn chỉ xem qua phim ảnh, hôm nay rốt cục đã tự mình cảm thụ. Trương Dương thấy công an đến. Cười cười chẳng đáng, ném cành hoa hồng đã trụi lủi trong tay xuống đất. Hai người công an nói, đồng chí, xin mời anh theo tôi trở về điều tra. Chàng trai đeo kính kia liền lên tiếng, đồng chí công an, là người nước ngoài kia chửi mắng người trước, mắng người Trung Quốc chúng ta, vị tiên sinh này tức quá nên mới ra tay dạy dỗ hắn ta, tôi có thể làm chứng. Xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh, chúng tôi cũng có thể làm chứng, mọi người vây xem đang biểu hiện ra tinh thần cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại. Hai người công an nhìn nhau, rồi nói với Stephen, vị tiên sinh này, làm phiền anh đi theo chúng tôi trở về điều tra. Quan Chỉ Tình nói nhỏ vài câu với Tào Mễ Lị, cô ta hiển nhiên là không muốn gây ra phiền toái lớn hơn nữa, tình huống vừa rồi cô cũng thấy được, là Stephen nói bậy trước, cũng là hắn ta ra tay trước, lúc đầu Trương Dương toàn là tránh né, đến cuối cùng mới ra tay đánh lại. Tuy rằng Stephen khá là chật vật, nhưng chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da, hẳn không có vấn đề gì. Quan Chỉ Tình muốn chuyện này bỏ qua, đừng để mọi người chú ý. Tào Mễ Lị thấy hình dạng của Stephen, trên mặt khối hồng khối tím, giống như một đầu heo vừa chuyển thế vậy, vừa thương vừa đau, cô lớn tiếng kêu lên, không thể bỏ qua được, người Trung Quốc các người đối đãi với bạn bè quốc tế như vậy sao? Lời của cô ta đã gây ra một trận cười vang, chàng trai đeo kính nói, cô không phải là người Trung Quốc à? Kẻ đáng khinh thường nhất chính là những người đã quên mất tổ tông của mình là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 535.